Giờ ví dụ như á, mình nói mẹ mẹ cho con đi chơi với đứa bạn đó nha. Mẹ mình biết cái đứa đó là ai, yên tâm cho đi. Mẹ mình nghe tên đi với cái đứa nào mà mình biết cái đứa đó không tốt coi, rầu lắm. Tại sao? Tại vì thế thường là vậy, mình gần đâu mình nhiễm đó. Cái người mình có tốt nhưng mà mình đâu phải là bình thường, mình lâu ngày nó lan nó nhiễm. Cho nên Đức Phật hay nói cái chuyện là một hôm mà Ngài A Nan đi vào trong cái chợ cá đó, là Đức Phật nói Ngài A Nan nó lấy cái tay bóc một con cá thôi rồi thả xuống. Rồi ngửi tay coi, tanh cái mùi cá. Rồi giờ cái tay nó tanh quá làm sao? Lát đi đến cái chỗ kia có cái chỗ người ta làm hương, lấy cái tay trộn cái tay mình vô bột hương, lát ngửi lên thơm mùi nhang. Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ đó để cho mình biết rằng hễ mình đụng chạm vô cái gì thì nó có ảnh hưởng cái mùi đó. Mình đi bây giờ mình tắm rửa sạch rồi nè, mà mấy cô ở dưới mà chiên chả giò, chiên đậu hũ, chiên gì coi, lát mình lên người mình dính dầu, mặc dù mình không có nấu, mình không có gì hết trơn á, chỉ đi rảo vài vòng thôi là ăn lát là lên là người giàu ăn không, mà ngồi hết là hăng 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 cái mùi đó lên. Cho nên người nào mà mới đi chùa về biết liền à, áo có mùi nhang. Đó. Cho nên á, gần gũi bạn hiền. Mà mình gần bạn hiền rồi, mình làm cho cha mẹ đỡ lo. Mình làm cho cái người đó đỡ lo lắng. Tại vì người ta biết mình đi với người tốt, người hiền. Điều thứ hai là phải dốc lòng nghe Pháp. Cái chữ nghe Pháp ở đây á, nó cũng không nhất thiết phải là Phật Pháp. Chữ bị gì? Chữ Pháp nghĩa là gì? Là chân lý, là lẽ thật. Cho nên khi mình quy y Pháp, nghĩa là nương tựa vào chân lý, nương tựa vào lẽ thật, nương tựa vào con đường chân chánh gọi là chánh Pháp. Vậy thì chúng ta gần người hiền thì chúng ta nghe được cái chân lý, cái đạo lý, cái lời lành, lời tốt. Chứ không nhất thiết là nói ở cái mình tôi đâu phải đạo Phật đâu tôi nghe Pháp. Dạ không. Cái gì hay mình nghe. Tại vì cái đó là Pháp. Cái chữ Pháp nó nghĩa vậy đó. Nghĩa Pháp nghĩa là chân lý, là lẽ thật. Pháp là con đường giờ dẫn cho mình đi tới nơi, tới chỗ. Bây giờ mình nhớ là khi Pháp Hòa chia sẻ gì, mình đặt có những cái chuyện là mình đừng có dính vào cái chuyện là đạo này với đạo kia, tại vì đạo nào cũng muốn nghe cái tốt hết á, và bất cứ người cha người mẹ nào cũng muốn con mình học cái tốt hết. Thì dốc lòng nghe Pháp ở đây là nghe cái chân lý, nghe cái lẽ thật, đó là văn tuệ. Nếu nói theo Phật học là văn tuệ, trí tuệ để chúng ta nghe Pháp. Thứ hai là gì? Thứ ba là gì? Phải suy nghĩ nghĩa lý. Cái này gọi là gì? Tư tuệ. Văn là tư đó. Tại vì tư là gì? Là suy nghĩ. Mình nghe xong mình phải đắn đo, phải suy nghĩ cái điều đó. Thí dụ mình tiếp nhận một cái lời dạy, nhưng mình biết mình đem về nhà mình ứng dụng như thế nào để cho nó linh động, nó phù hợp với hoàn cảnh. Chứ không phải ta nói vậy. Ví dụ như ta dạy mình á, nấu chè 5 kg nếp, bao nhiêu lon chè, bao nhiêu đậu. Trời đất ơi, về nhà có 2 người à, mua 5 kg nếp gì nấu. Tại nó dạy tôi vậy đó. Ta dạy cái công thức vậy. Còn mình về nhà mình phải nhân chia, đông đo để biết cái số lượng người ăn chứ. Hồi đó các vị nấu ăn á, nấu ít ít, nấu quen. Ví dụ nấu 2 người ăn, 4 người ăn được, mà bữa nào lên tới mấy chục người là bắt đầu không biết tính. Pháp Hòa mới nói cái phần căn bản. Và nói thật sự bây giờ mình nấu ăn, mình là không phải dân chuyên môn mà gì, bao nhiêu gram đường, bao nhiêu gram muối phải không? Nhưng mà mình nấu ăn, mình phải nhất là mình làm cho đại chúng, mình phải có một cái công thức căn bản. Rồi mình rút kinh nghiệm. Ví dụ Pháp Hòa bày cho mấy chú nấu canh. Hồi đó nấu canh á, ở trong chúng mà lần 200-300 người ăn mà nấu bữa nào cũng thiếu hết trơn á. Cái Pháp Hòa nói có gì đâu khó.
Bây giờ mình không biết canh phải không? Mình đo đi, bây giờ mỗi người một chén canh. Thì nếu không biết thì quý vị cứ múc 200 người múc 200 chén nước trước, rồi sau đó dư thêm vài chén, trừ hao cái chuyện gọi là ai ăn thêm hoặc là mình nấu nó bốc hơi, đó là mình trừ hao. Thì nếu có dư cũng không dư quá nhiều, phải không? Mà không thiếu. Và từ đó về sau là trong chú nấu ăn đó là, rồi Pháp Hòa mới nói bây giờ quý huynh đệ mình căn bản nè. Thí dụ bây giờ hồi xưa, hồi cái thời mà đi ở trong chúng, trong những cái khóa tu đông người, một lần nấu ăn mấy trăm người, mà có những người hồi nào giờ là công tử mà giờ đi vô chùa tu mà xuống bếp đâu phải dễ. Trời đất ơi, thành thử nấu bữa cơm nào cũng thiếu hết á. Mà hãy mình thiếu cái những người mà có tâm, có lòng nghĩ tới chúng, cái đi nhích chúng thôi. Có nhiều khi mình đi ngang lấy gì cho có thôi, nhường người sao. Thật ra mình nhường cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng mà cũng phải nhường, một người đỡ người. Nhiều khi không phải tới phiên mình nấu mà tới cái tật mình lo. Bữa cơm nào mình cũng ăn cuối, mình đi một vòng hết trơn, thấy ai thiếu cái mình kêu cái ban nấu ăn lại, mình nhắc nhở mình, hoặc là mình giúp họ chạy cơm. Có những người người ta không có linh động mấy chuyện đó, hết cơm cái đó, hết rồi hết thì mình vô trong bếp mình làm gì cho chúng có người ta ăn. Thậm chí mình đem bánh mì ra cho người ta ăn, người ta cũng vui nữa, nhưng phải có gì cho ta ăn. Mà lần nào tới phiên, không phải tới phiên mình cũng tà lanh đi vòng vòng coi ai thiếu để mình. Ban đêm ngủ cũng vậy, trời mưa là Pháp Hòa đi vòng vòng mấy cái chỗ cắm liều á, để coi người ta có thiếu mền, người ta có thiếu gói. Mà đúng y mấy cái khóa tù có một lần đi, trời ơi, người nó ta cắm cái liều ở dưới cái dốc á, nước nó trút xuống ướt cái liều á, lạnh muốn chết. Mà người ta khách tới, người ta đâu có biết đi vô đâu mà ngủ. Pháp Hòa phải, mình đâu có dám quyết định, mình chỉ là người phát hiện thôi. Xong chạy thì kiếm mấy vị mà chịu trách nhiệm nói cho các vị đó biết, người ta đang lạnh ở ngoài đó, trời mưa vậy đó, mình phải giải quyết. Bây giờ cho người ta vô chánh điện ngủ cũng được nữa, cho người ta vô thiền đường cũng được, mình phải giải quyết gấp những cái lúc như vậy. Thành thử ra Pháp Hòa mới nói bây giờ quý vị trộn cái này bao nhiêu đường, muỗng đường, muỗng muối nè, từ đó nhân lên. Hồi đó là nấu ăn không bao giờ có công thức gì hết đó. Rồi sau này bắt đầu nói một cái nồi tàu hũ kho như là bao nhiêu cái giá nước. Từ đó bắt đầu mới có cái công thức đó. Mặc dù không phải đông lượng, gram lượng gì hết, nhưng mà cái căn bản nhất phải có. Cho nên văn huệ, tư huệ, mình nghe rồi mình suy nghĩ nghĩa lý. Thứ ba là gì? Thứ tư là phải đúng như pháp mà tu hành. Cứ đúng cái theo cái mình nghe, mình suy nghĩ, và đúng cái chân lý đó mình làm. Mình làm cái gì mà mình không có chỉ có lợi mình mà hại người. Cho nên đó, Đức Phật dạy, nếu người thiện nam thiện nữ muốn biết ơn, muốn báo ơn, thì phải làm bốn việc. Gần người tốt, mà gần người hiền thì nhất định sẽ nghe điều lành. Mà nghe điều lành nhưng họ nói như vậy có đó hợp với họ thôi, chưa chắc mình đã đúng. Chứ mình phải suy nghĩ, suy nghĩ xong rồi mình ứng dụng mình làm. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc nữa sau đây. Một, theo pháp chứ không theo người. Theo pháp không theo người là sao? Nếu nói theo cái từ mà chuyên môn của nó là gì? Y pháp bất y nhân. Việc gì người ta nói, mà ví dụ như người ta có thể người ta nói mà ta không làm, đừng có nhìn cái người đó rồi mình phiền não. Cái pháp ta nói đúng không? Ta nói đúng, cứ theo pháp làm. Còn cái người ta không làm chuyện đó, người ta dĩ nhiên y pháp y nhân là tốt. Nhưng mà nếu như cuộc sống này đâu phải lúc nào nó cũng có nhân pháp là một, có nhiều khi pháp đường nhân nẻo, phải không? Thành tựu ra nếu mình rơi vào cái trường hợp mình thấy cái người kia họ nói mà họ không có làm, nhưng mà cái lời nói họ đúng chí lý, mình cứ làm đi, cuối cùng lợi cho ai? Lợi mình, tại cái pháp ta nói đúng. Ta pháp ta nói đúng, ta không làm cái chuyện ta, nhưng mà cái pháp này ta đúng là mình làm là mình lợi. Cho nên mình không có lỗ lã gì mà phải phiền não. Cho nên đó, y pháp theo pháp chứ không theo người, nghĩa là y pháp bất y nhân. Thứ hai,
theo nghĩa không theo chữ. Theo nghĩa không theo chữ là sao? Mình y theo cái nghĩa của đó, còn cái chữ viết hay là cái lời nói đó nó là không có quan trọng, mà mình hiểu được cái ý là được. Cái này gọi là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Bây giờ quý vị nhìn lên đầu của trang 456, quý vị thấy chữ cúng dường không? Mà đọc cái bản kinh này tới chỗ này phải qua đọc cúng dường không à? Tại vì cúng dường là người Bắc ta đọc. Mặc dù nguyên cái bản văn nó vậy, nhưng mình tới đây cái mình đọc cúng dường. Chính pháp đọc là chánh pháp, vì người Bắc đọc chính, mình đọc chánh. Đó, cái này là một trường hợp là y nghĩa bất y ngữ nè. Chữ nghĩa, chữ nè. Và cái nghĩa nó là cúng dường cũng được, cúng dường cũng được. Và trong cuộc sống này có nhiều khi mình nghe người ta nói gì đó, có thể lời nói, cái cách nói, cái lời nói người ta không hay, nhưng cái ý người ta tốt. Nhận cái ý thôi, đừng có bận lòng chi cái chữ người ta nói. Và dĩ nhiên nếu ai giỏi và vừa nghĩa vừa chữ nó thì quá tốt. Nhưng có những trường hợp, đây là mình nói có những cái lúc mà mình rơi vào một cái hoàn cảnh vậy đó, khi tự nhiên Phật, mình có cái pháp của Phật, à Phật dạy rồi, y nghĩa bất y ngữ, y pháp bất y nhân. Cho nên cái này gọi là y nghĩa bất y ngữ, là theo chữ không theo, theo nghĩa không theo chữ. Cái nghĩa nó mới quan trọng, còn cái chữ người ta có, thậm chí người ta viết sai nữa, người ta viết sai chính tả, nhưng mình hiểu cái nghĩa là được rồi. Thứ ba là theo trí không theo thức. Nghĩa này gọi là y trí bất y thức. Pháp Hòa giải thích một chút xíu giữa trí với thức. Cái thức á, là cái nhận biết. Còn cái trí á, là cái nhận biết sâu sắc của sự suy tư, của quán chiếu. Pháp Hòa ví dụ như mình thấy người ta để một cái gì nó lệch, nó không đúng như ngày thường. Mình vừa nhìn cái mình phê phình rồi, rồi bữa nay ai ẩu tả không? Làm ăn thì để vậy đó. Tại cái nhận thức của mình thấy vậy, mình nhận thức vậy. Nhưng mà cái người mà người ta có trí, người ta dừng lại chút, ta nhìn coi tại sao hôm mỗi lần nó không phải vậy mà hôm nay nó không vậy. Hay là người ta đi tới đâu người ta thấy có một cái việc gì đó nó không có bình thường, theo lẽ thường nó phải vậy mà sao đây nó như vậy. Ta nhìn kỹ một chút người ta phát hiện, ồ thì ra hôm nay nó như vậy. Pháp Hòa nói ví dụ như ở trong đây có một vị đang đau chân. Bây giờ cái vị này ngồi trên ghế, có những lúc phải ngồi dưới đất, cái ngồi dưới đất cái chân nó hơi duỗi ra vậy. Mình đi ngang mình chợ ngồi mất oai nghi quá. Lát người ta đứng dậy á, mình mới thấy cái chân người ta đau. Chừng đó mình hớ rồi. Ở người trí người ta khoan vội phê bình qua cái nhận thức của mình. Mà mình lấy cái trí mình, hoặc là mình không biết gì hết phải không? Một cái câu đơn giản để cho mình nhẹ nhàng nè. Lẽ thường không phải như vậy, nhưng mà người ta làm vậy chắc cũng có lý do. Mình nói vậy đi, cái tự nhiên mình khỏe rồi, mình nhẹ nhàng liền. Và nếu như lát nữa mà không có lý do gì đúng như cái mình nhận thức đi, thì chừng đó hạ hồi phân giải. Còn nếu mình chưa biết cái gì hết, mình đem cái nhận thức mình ra mình phê bình, không nên, mắc cái lỗi. Chưa biết mà đã vội phê bình. Mà đâu phải mình phê bình bụng đâu, thường thường bao giờ, ít khi nào phê bình trong bụng lắm. Phải khều một cái, thấy gì không? Tôi nói nghe, tôi bảo đảm luôn á, để coi coi, lát coi, tôi như in nè. Coi vậy chứ tôi tin lắm á.
mình bày tỏ như là mình là người trí, nhưng mà nãy giờ những cái gì mình nói toàn là bằng cái thức, cái conscious, chứ không phải là bằng cái wisdom, bằng cái deep looking, bằng cái reflection của mình. Vậy mình ta nói vậy nè, cái người học thức, người trí thức, học thức á, thì à, mình biết là do học, không? Còn trí thức á, là cũng học nhưng mà có suy tư, nhưng mà trí thức vẫn không bằng trí tuệ. Chữ trí là wisdom, mà chữ tuệ phải dịch là insight. Tại vì tuệ là một cái suy tư sâu sắc. Cho nên trí tuệ nó hay hơn là trí thức, học thức. Tại vì sao? Tại vì cái trí tuệ là do cái tư duy, cái có quán chiếu. Còn cái thức, mà cái thức là do mình nhận thức thôi. Và cái nhận thức đó nó có thể sai lầm, hoặc là thậm chí nó vô thường, nó biến đổi. Hôm nay mình nhận thức vậy, ngày mai mình nhận thức khác rồi đó. Tại vì hôm nay tâm trạng mình buồn cho nên mình nhận thức khác. Mình tâm trạng mình vui, mình nhận thức khác. Tâm trạng mình thoải mái, mình ta nói cái gì mình nghe cái lời nói nó khác. Tâm trạng mình không thoải mái, mình nghe ta nói gì tâm trạng mình khác. Thì nhớ là tất cả cái đó thuộc về thức, nhận thức. Mà nhận thức nó có nhiều loại lắm. Nhận thức qua cái mắt gọi là nhãn thức. Nhận thức qua lỗ tai gọi là gì? Nhĩ thức. Nhận thức qua lỗ mũi là gì? Tỷ thức. Giống như Pháp Hòa bày làm cái món khô chiên, xong rồi có nhiều vị đó, trời ơi, cái này mùi nó bước vô cái nghe cái mùi chiên á, nói trời bữa nay ai đem khô lên ăn. Ví dụ mình không biết thì mình bước vô nữa cái này mùi đồ mặn, nhưng mà cái đó là nhận thức của lỗ mũi, nhưng mà nó vẫn là cái nhận thức thôi, có thể sai lầm. Cho nên mình á, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó là nhận thức qua mắt, tai, mũi, miệng, thân, xúc chạm và phân biệt. Và những cái nhận thức này á, nó bắt nguồn, nó là cái quả của cái lỗ tai, là cái căn tiếp xúc với âm thanh mà ra cái nhận thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi sáu cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và sáu cái nhận thức của sáu cái đó là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, vân vân. Sáu lần ba là 18. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức. Không hề có vô minh, không có hết vô minh, vân vân. Cho nên cái trí nó sâu sắc hơn và nó vững chắc hơn là cái thức. Cho nên việc gì chúng ta nên lấy trí mà nhận, đừng có theo cái thức. Cái này gọi là y trí bất y thức. Cái thứ tư là theo kinh liễu nghĩa, không theo kinh không liễu nghĩa. Chữ liễu là gì? Chữ liễu là rốt ráo. Cho nên ví dụ như cái câu là nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Chữ minh là sáng, nhưng mà cái sáng đó chưa trọn vẹn, chưa rốt ráo thì gọi là không phải là minh liễu. Phải không? Chơn minh liễu là có được cái trí tuệ chân thật, sáng suốt mà rốt ráo, gọi là chân minh liễu. Vậy thì cái chữ liễu nghĩa là gì? Là những cái nghĩa lý rốt ráo. Tiếng Anh có thể tạm dịch là absolute truth, absolute meaning.
Còn cái không liễu nghĩa là gì? Gọi là bất liễu nghĩa, mình tạm dịch là relative meaning, relative truth. Bất liễu nghĩa là những cái phương tiện nó chưa phải là cái nghĩa rốt ráo, nhưng ở một cái phương diện nào đó nó có đạo lý. Pháp Hòa ví dụ á, mình ví dụ như là trong cuộc sống này, thỉnh thoảng quý vị đọc trong kinh, quý vị nói ồ, diễn tả cảnh địa ngục, rồi mình nói nhân, nói quả, tội phước đó. Thì có nhiều vị người ta cũng suy nghĩ, ồ cái này giống như mình hù dọa người ta vậy đó. Thì nếu đứng trên phương diện mà gọi là bất liễu nghĩa thì nó cũng có cái công năng độ cho những người sợ tội. Thì sợ tội ta ráng ta làm phước. Nhưng mà hơn nữa đó, cái sâu sắc là gì? Đức Phật là cái người nhận biết cái nhân cái quả. Cho nên Đức Phật nói ví dụ như mình làm cái gieo nhân này nè, thì đây là cái quả chứ không có hù. Mà Đức Phật là người chỉ cho mình biết giữa nhân với quả, giữa tốt và xấu, để cho mình, nếu mình có đủ cái hiểu biết thì mình chọn cho mình một con đường để mình đi. Còn nếu mà nói bất, gọi là bất liễu nghĩa là gì? Là những cái nghĩa lý tạm thời, nó có cái tính cách là phương tiện giúp cho người khác tạm nhận chân mọi việc. Cho nên ví dụ như khi mình nói pháp đó, mình giảng kinh đó, mình đem việc này ra mình ví dụ, mình đem việc kia ra mình ví dụ, bất liễu nghĩa hết. Nhưng bây giờ mình nói cái liễu nghĩa người ta đâu có hiểu hết. Còn nếu mà nói cái liễu nghĩa là không có giải thích, tự anh nhận đi. Chứ bây giờ tôi nói cái là anh dính vô chữ của tôi đó. Hãy mình nói cái gì ra là người ta sẽ dựa vô cái đó người ta giải bài, giải thích. Đó là lý do tại sao các câu chuyện thiền của các vị thiền sư ít khi nào chú giải lắm. Tại vì sao? Tại vì mỗi người có một cái nhận thức riêng, cái hiểu biết riêng, rồi để cho các vị tự liễu cái nghĩa đó mà không có nói. Mà hãy nói một cái mình dính vô cái đó, từ đó về sau mình cứ theo đó mình nói mà. Chứ cái chỗ này là cái chỗ rốt ráo. Cái chỗ mà chúng ta hãy theo cái, cuối cùng chúng ta vẫn phải theo cái liễu nghĩa, còn những cái gì mà chúng ta làm nó là bất liễu nghĩa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ tại sao khi mình tụng kinh á, theo cái cách Phật giáo Bắc truyền mà các tổ sắp xếp các cái thời kinh đó, tụng thời kinh nào xong rồi cũng phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh hết á. Tụng đầu vô thì Đại Bi, mà kết thúc thì Bát Nhã. Khi tụng vừa xong phẩm kinh đó tụng Bát Nhã. Tại sao? Tại vì tất cả những kinh văn nãy giờ anh tụng đó, trong đó đủ các phương tiện, liễu nghĩa, bất liễu nghĩa, rồi việc này nên, việc kia không, vân vân, đủ thứ trong đó hết. Đủ các thể loại Phật nói trong đó, nào là ví dụ, nào là trùng tụng, vân vân. Nhưng mà cuối cùng á, anh hiểu một điều nha. Tất cả các pháp do duyên sinh. Khi mình liễu đạt được cái chỗ gọi là trên đời này, cái gì cũng có hết, mà cái gì cũng có tạm chứ không phải là thật có. Ở trên phương diện cuộc sống hàng ngày, Đức Phật giảng kinh Phước Đức, có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Biết cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Thân cận giới xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Đó là bất liễu nghĩa đó.
Cuộc sống con người mình còn thì phải có những cái bài pháp đó để ứng dụng cho con người. Còn cái tột cùng, cái rốt ráo, tất cả những cái đó anh có làm cỡ nào đi nữa, rồi nhớ một chuyện nha, cuối cùng mình đi về cái chỗ không hết. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để làm cái gì? Để gió cuốn đó. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng là bất liễu nghĩa đó. Nhưng mà cái cuối cùng để làm gì em biết không? Cũng để gió cuốn bay đi. Cho nên mình trong cuộc sống này mình làm, mình tất cả việc mình là cứ làm, cứ bình thường. Gặp nhau cũng chào hỏi, cũng cung kính, nói chung là ứng hết tất cả các việc mà trong thế gian ta sống, ta làm vậy. Nhưng mà tâm có dính vậy, biết hết. Chờ cái bữa này, cái người này gặp mình niềm nở, cung kính, vui vẻ. Bữa sau gặp mình giống như nó chưa biết mình là ai vậy đó. Thì hôm qua nó sống bằng cái bất liễu nghĩa, còn bữa nay nó sống bằng liễu nghĩa. Nó sống bằng liễu nghĩa đó. Mà mình có liễu nghĩa chưa là mình có nhẹ nhàng được với những chuyện đó không? Rồi mình, hoặc là mình ứng dụng đi. Y trí bất y thức. Hôm nay mình người dạy mình cứ nhận thức là dạy đủ rồi, đừng thêm gì nữa hết. Lấy trí tuệ vô soi. Cái này, bốn cái pháp này gọi là tứ y. Tứ y tức là bốn thứ mình nên nương tựa vào đây để mình sống. Đụng chuyện gì ta, cái người đó ta nói nhiều mà ta không làm. Trong kinh Pháp Cú có câu á: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Đấy, thì trường hợp đó, người đó ta không làm thì ta không kết quả thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái người đó nói, mình làm, à thì đây là kết quả của mình. Cũng có lỗ lã đâu. Bất quá là mình không nhìn người mình nghe nói thôi. Chứ có nhiều người ca sĩ người ta hát hay nhưng mà người ta có những cái action, những cái điệu bộ người ta không thích, đừng nhìn. Nhìn chứ người ghét không, coi coi tai kìa, coi chân kìa, coi đầu. Mình cứ nghe, không thích mình cứ nghe, tiếng người ta hát đừng nhìn. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Đó là tứ y. Và trong này dịch nhờ đó. Mình làm vậy để làm chi biết không? Tại sao trong này Phật lại nói là người thiện nam tử muốn biết ơn báo ơn thì nên theo bốn cái này? Tại vì đằng nào ta cũng có cái ơn hết á. Thí dụ như giờ cái người đó ta không làm phải không? Nhưng mà ta cũng có cái ơn, ta nói cho mình nghe cái điều tốt. Mặc dù ta không làm, thôi thì cũng được, tôi có cái ơn, người đó dạy được tôi cái điều hay. Rồi thứ hai là gì? Tôi có cái ơn, mặc dù cái chữ anh này anh nói á, nghe nó kỳ cục lắm, nhưng mà suy nghĩ cái nghĩa cũng hay, tôi có thể theo được. Ý trí bất ý thức, mặc dù cái nhận thức của người đó vậy, nhưng mà tôi nghe bằng cái nhận thức của người đó, nhưng tôi lấy trí tôi soi. Cho nên tự nhiên mình thấy mọi người, không có người nào là người không có ơn hết á, mà người nào cũng có cái ơn hết á. Giống như ở trong Phật Pháp á, cái người thầy mà cạo tóc cho mình đi xuất gia đó, cái vị thầy đó gọi là bổn sư thế độ. Người thầy gốc của mình độ cho mình trong cái bước đầu. Nhưng mà có thể tất cả những trí tuệ của mình á, do mình học với những người, một vị thầy khác, thì cái người thầy mà sanh mình ra trong đạo gọi là bổn sư thế độ. Nhưng mà những vị thầy mà dạy cho mình gọi là gì? Các vị giáo thọ A-xà-lê.
Cho nên trong cái phần mà đảnh lễ tạ ơn đó, có đọc những câu đó: nhất tâm đảnh lễ bổn sư hòa thượng bổn sư Thế Độ, rồi sau đó là nhất tâm đảnh lễ chư vị giáo thọ A Xà Lê. Rồi thậm chí trong cái đàn mà mình đi thọ giới đó, nào là hòa thượng đường đầu truyền giới cho mình nè, không là tam ba vị ngồi trên là Yết Ma, có nhiều khi ta đảnh lễ, ta lấy lễ kỹ luôn: hòa thượng đường đầu truyền giới, Yết Ma A Xà Lê, giáo thọ A Xà Lê, thất vị tôn chứng sư, bảy vị tôn chứng ngồi đó làm chứng cái đàn đấy cho mình truyền giới, đảnh lễ ơn các vị người ta ngồi ra ta làm chứng cho mình. Không có các vị đó mà cái giới đàn mình đâu có thành, nhờ các vị ngồi đó. Rồi chẳng những vậy, đảnh lễ luôn cái người mà hướng dẫn cho mình, gọi là điển lễ. Thầy điển lễ mình cũng phải tạ ơn nữa, tại vì thầy đó là cái người đi ra đi vô gọi mình. Thí dụ như các vị hòa thượng, các vị giới sư nói cho các vị giới tử ra bên ngoài chờ, cái thầy điển lễ đưa mình ra ngoài chờ. Lát nữa cái các vị bên này họp xong rồi kêu mình vô, cái thầy điển lễ ra kêu mình vô. Hoặc là mình không biết tắc bạch sao, thầy điển lễ nói: này các vị, lẽ ra các vị phải tự tác bạch mà thỉnh lấy, nhưng tôi sợ các vị không biết cho nên tôi hướng dẫn cho quý vị, các vị nói theo tôi. Rồi thầy điển lễ nói, mình nói theo. Cái thầy đó cực với mình lắm. Thầy là người hướng dẫn mình, dẫn dắt mình, rồi thông đạt mình với lại các vị giới sư. Thầy đó là thầy điển lễ. Còn giới đàn nào mà người ta đầy đủ, nó có tả giám đàn, hữu giám đàn, cái người ngồi bên phải, cái người ngồi bên phải quan sát cả cái đàn tràng đó, cái giới đàn đó, ơn hết. Rồi tới khi mà trong cái lãnh lễ gọi là lễ thù ơn đó, trong Phật Pháp đó, mình có cái lễ là lễ thù ơn mỗi tháng lần hoặc hai lần, mùng 1, sáng mùng 1 hoặc là sáng rằm. Đảnh lễ Phật, Bồ Tát, rồi các vị tôn giả, rồi gần nhất là các vị. Rồi có nhiều người kỹ nữa không? Ta đảnh lễ gì phải không? Đảnh lễ Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự, chư vị trụ trì. Thì mình ở cái chùa đó, ngày nay mình ở, mặc dù cái chùa này 50 năm rồi, mà 50 năm trước ai cất, ai xây chùa này, đảnh lễ cái ơn vị đó. Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự, tức là phá núi xây chùa, rồi các vị kế thế trụ trì, ơn hết. Rồi đến sau nữa là gì? Các vị Đàn Na Tín Thí, ơn các vị Đàn Na Tín Thí lớn lắm à. Trong bất cứ một thời đại nào, nếu mà không có Đàn Na Tín Thí thì Phật Pháp làm sao duy trì? Đàn Na Tín Thí là quý Phật tử tại gia đó. Cho nên Pháp Hòa rất là thích những cái lời mà phục nguyện cho cái buổi quá đường: cơm ngày hai bữa, bởi công lao khó nhọc của nông phu, thân mặc ba y, hằng nhớ nghĩ công lao của người thợ dệt, thuốc than giường chổng đều nhờ sự nhín ăn bớt mặt của đàn na. Nếu các vị không có nhín ăn bớt mặt, làm sao tới phiên các vị xuất gia này có ăn có mặc? Nghĩ tới bao nhiêu đó thôi là thấy cái ơn của Phật tử tràn đầy. Người ta đi làm cực khổ, người ta nuôi thân người ta không sướng sao? Cho người thân ta, tại sao người ta nhịn ăn bớt mặt để nhường cái đó cho mình? Cho nên phải thường nghĩ cái đó để mình thấy rằng mình phải sống như thế nào để xứng đáng với sự nhịn ăn bớt mặt của Đàn Na Tín Thí. Các vị nuôi mình tu chứ không phải nuôi cho mình làm cái việc không phải là chuyện của người tu. Mình tu người ta mới nuôi, mình không tu người ta không có nuôi. Rồi học đạo tiến tu bởi lòng từ dạy răn của thầy tổ. Sự học đạo mà mình tiến bộ trên đường đạo, đường tu, đó là nhờ cái lòng từ khuyên răn nhắc nhở của thầy tổ của mình.
Ơn cha mẹ thì khỏi nói rồi. Nhưng mà kể từ khi mình bước chân vào trong chùa thì cha mẹ mình hết trách nhiệm, có lo cho mình gì nữa hết á. Và kể từ đó cuộc đời của mình sống là toàn là nhờ. Trên có thầy, dưới có đàn na tính thí. Mà các vị đàn na tính thí này, người ta giúp đỡ cho mình ở cái phương diện chỗ ở, thuốc men, áo quần, cơm ăn, bốn thứ, có gọi là tứ vật dụng, tứ sự cúng dường đó. Bốn việc mà người cư sĩ có thể cúng cho người tu. Một là chỗ ở, cất chùa, xây tăng xá cho ở, đó là chỗ ở. Xây cốc, xây am cho ở. Thứ hai là gì? Y phục. Thứ ba là gì? Quần ở gì? Thức ăn hàng ngày. Thứ tư là thuốc men. Nghe bệnh một cái là người ta cho thuốc lên. Thương lắm. Đó là mình nói tới cái, mình nhắc như vậy để mình thấy, ủa sao mà cái này trường học còn là biết ơn báo ơn. Đức Phật dạy tiếp, lại theo tám việc ấy, làm theo tám việc ấy gọi là biết ơn. Bốn dư hai, tám cái trên này là biết ơn nha. Nếu lại làm theo tám pháp sau đây mà không nhiễm trược gọi là báo ân. Hồi nãy là biết ân thôi, bây giờ mới báo ân nè. Tám thứ nghĩa là mình làm theo tám pháp sau đây mà không nhiễm trược. Không nhiễm trược là gì? Không có bị nhiễm ô cái phần này. Thứ nhất là lợi. Lợi này là gì? Là lợi ích. Thứ hai là suy, là hao tổn. Thứ ba là hủy, là chê bai chỉ trích. Khen tức là mình gián tiếp, mình khen ngợi. Tán thán nghĩa là trực tiếp. Thí dụ như mình gặp cái người trước mặt đó, mình tán thán người ta. Còn ví dụ người ta không có mặt phải không, mình khen người ta. Chê bai tức là dựng việc nói xấu đó. Khổ tức là gặp khó khăn đau khổ. Vui là gặp tốt cái hoàn cảnh vui vẻ. Tám cái này là tám cái pháp mà lên xuống của thế gian. Nào là sống có nhiều khi mình bị cái lợi, mình bị cái tổn hao tổn, mình bị cái sự hủy báng, sự dèm pha, khen trước mặt, chê trước mặt, vân vân. Thì tám cái pháp này nè, ở trong thế gian mình bị hoài à. Nhưng mà đừng có để đó làm khổ mình. Có nhiều khi người ta gặp mình, ta không có khen mà người ta chê không à. Và thậm chí người ta chưa biết mình là ai hết á, người ta chỉ nghe nói về mình thôi cái người ta cũng chê mình luôn. Đừng có bận tâm mấy chuyện đó, tại vì đó là những ngọn gió của thế gian. Cái này nhà Phật hay gọi là bát phong. Tám ngọn gió: lợi, suy, hủy, dự, xưng cơ, khổ lạc. Nói nếu nói theo chữ Hán đó, mình dịch ra tiếng Việt là lợi, suy, hủy, khen, tán thán, chê bai, khổ vui. Lợi, suy, hủy, dự, xưng cơ, khổ lạc. Cơ này là cơ hiềm, dịch là chê bai. Đây là bát phong, không thể tránh. Mình sống ở đời là không thể tránh những cái chuyện này. Nhưng mà nếu mà mình để cho nó làm cho mình bị lung lay, tức là mình chưa biết báo ân. Như nãy Pháp Hòa thưa đó, Phật tử nuôi cơm mình không phải để cho mình sống bằng hờn giận gây gỗ. Quý vị nhớ là có một lần các thầy mà gây lộn với nhau đó, rồi cuối cùng Phật khuyên không được, Phật đi vô rừng Phật ở đó. Cái câu chuyện đó còn kể lại đó. Có hai cái việc thôi à, mà cứ gây suốt luôn à, là một bên úp cái thùng và một bên không úp cái thùng nữa, nhớ không?
Một bên thì trì luật, giữ luật dữ lắm. Tại vì ngày xưa đó là mình đi nhà vệ sinh xong mình phải múc nước lên mình rửa tay. Thì trong luật dặn là khi mình rửa tay xong rồi mình phải trút cái thùng đó mình úp lại đi, cho nó trút cái nước xuống nó ráo và nó không sanh những cái con lăng quăng. Thì cái đó là bên luật giới, cho nên các vị nào mà học luật ta giữ cái đó kỹ lắm. Còn các thầy bên kinh sư thì thờ ơ, kệ múc rồi rửa rồi để đại vậy đó. Thì các cái vị mà người ta trì luật á, ta đi ngang ta thấy, ta nói mấy thầy không giữ luật, Phật dạy rồi mà vẫn vậy. Thì các thầy bên mà bên kinh á, kinh bên học kinh á, ta nói ồ tôi xin lỗi nghe. Nhưng mà đâu chuyện đó đâu bỏ qua đâu, đi ra trong chúng nói tiếp. Mấy cái ông đó không có lo giữ luật gì chứ, cứ nói hoài. Mấy ông này không nghe, không tức. Mà thường thường mà nói đâu phải mình dặn, tôi nói thôi nghe, đừng nói ai nghe. Nhưng mà cái người ta nghe xong ta ờ tôi hứa tôi không nói ai nghe. Nhưng mà lát hết cả làng, cả chùa, cả xóm ta nghe. Tại có nhiều chuyện gây thôi. Riết rồi cuối cùng Phật biết được cái chuyện đó vẫn không giải quyết được. Thì cái mùa an cư đó Phật đi vô rừng Phật ở. Cư sĩ vô hỏi chuyện gì đã xảy ra. Các vị đó người ta cũng kể với nhau, các vị cư sĩ nói nhỏ với nhau. Mình đi cúng dường, có Đức Như, có Thế Tôn ở đây, mình tới mình cúng dường mà tưởng sao nuôi ăn mập thân gây lộn không? Đừng cúng nữa, rủ nhau cúp cua hết. Cuối cùng phải dẫn nhau vô rừng sám hối Phật. Nhờ cái việc đó mà Phật mới ra cái bài pháp lục hòa. Sáu cái pháp hòa kính đó: thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Đó là do cái chuyện hai nhóm đó gây lộn đó. Và từ đó về sau cái pháp lục hòa này nó trở thành cái nội quy của tất cả tự viện. Tự viện nào cũng đem pháp lục hòa dán tổ bố vậy. Còn đọc hay không? I don't know. Chùa nào cũng có cái nội quy hết á. Chúng trong chùa phải sống hòa hoãn cởi mở, lấy tinh thần lục hòa làm phương châm đối xử. Chắc đọc nhầm. Cho nên cái chuyện trong cuộc sống mình á, lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc không thể tránh. Giống như mình ra Tây Thiên á, đừng bao giờ không mang áo lạnh theo. Tại vì ngoài đó gió bất thường. Ở trong này mình nóng, nhưng mà ra ngoài gió về cảm. Đấy, hồi trưa này tại đây cũng mát mát phải không? Vậy mà mình vẫn vận cái áo lạnh mùa đông theo. Mà ra tới ngoài phải đi vòng vòng công việc với mấy chú hồi nó lạnh cái cổ, phải đi vô lấy khăn quấn. Kéo hết lên mà nó vẫn còn lạnh, trùm thêm nón. Cho nên gió chuyện đó là chuyện bình thường. Cái quan trọng là mình phải đủ ấm để mình bảo vệ mình. Cuộc đời này cũng vậy. Cái chuyện mà khen chê, khen trước mặt chê sau lưng, chê sau lưng khen trước mặt, nói xấu nói tốt mình, chuyện bình thường. Có nhiều khi người ta đem lợi cho mình, mà người ta có khi làm tổn hao đến mình cũng có. Có nhiều khi người ta cho mình vui, có lúc cho mình khổ. Chuyện đó bình thường. Cho nên Đức Phật dặn, muốn đền ơn không? Muốn báo ơn phải không? Ở trong tám pháp này đừng có nhiễm trước. Đó là mình tu, mình sống được như vậy là mình đền ơn đó. Cũng giống như cha mẹ nuôi mình từ nhỏ tới lớn, trời ít khi nào mình thấy cha mẹ mà bỏ, cha mẹ mà hăm dọa bỏ mình á, mình khóc lắm. Hay là thậm chí mình giận quá mình hăm bỏ cha mẹ luôn á. Nhưng mà người yêu mà hăm bỏ mình cái cho mình khóc 3 ngày 3 đêm luôn. Nhưng mà hễ mà cha mẹ mà chưa kịp từ mình là mình đã tuyên bố mình từ rồi. Cho nên mình báo ơn là như vậy. Lại nữa, nếu làm theo 4 việc sau đây thì gọi là biết ơn và báo ơn. Thấy những kẻ độc ác, lòng sinh thương xót để khởi lòng từ. Thứ hai, thấy những người đau khổ, mắt không thể rời để khởi tâm thương.
Thứ ba, thấy sư trưởng, cha mẹ và những bậc có đức tâm tính vui vẻ để khởi lòng kính mến. Thứ tư, thấy những người thù oán, lòng không giận tức để tu phép hỷ xả. Đây là bốn việc mà gọi là biết ơn và báo ơn luôn. Hồi nãy á, đầu là biết ơn, kế đến là báo ơn, còn ở đây là cả hai việc một lúc, là biết ơn và báo ơn. Thấy những kẻ độc ác, lòng sinh thương xót. Tại sao? Nếu đứng trên phương diện mà tu đó, thì mình nhờ cái người đó, nói chữ nhờ đây là mình nói để mà cho mình có cái điểm mình nói đó. Vì cái người đó họ ác, họ xấu như vậy, nhưng mình không có ghét họ, mà mình lại cái thấy thương họ, họ sống như vậy, tội nghiệp họ. Mình vì họ đóng cái vai, mình nói gọi là họ đóng một cái vai ác đó, để cho mình khởi được cái tâm thương, cái lòng thương của mình, cho nên mình biết ơn họ. Cho nên trong kinh hay nói, người nào mà chửi mình đó, là người đó thầy mình. Tại sao? Tại vì người đó cho mình bài học nhẫn nhục. Tại ở đây cái trường hợp, cái ý nó cũng vậy đó. Thấy cái kẻ ác độc mà sinh lòng thương xót, tại mình biết ơn họ lắm. Tại vì tôi chưa biết cái lòng từ của tôi cỡ nào, nhưng mà hôm nay anh xấu như vậy, anh ác như vậy, mà sao tôi vẫn thấy tội nghiệp anh, tôi thương anh. Họ cho mình biết được, họ cho mình phát triển cái lòng từ của mình. Thấy những người đau khổ, mắt không thể rời. Mắt không thể rời không có nghĩa là lúc nào dán mắt dòm ngó họ ha. Chữ mắt không thể rời là gì? Quan tâm. Quan tâm tới họ, để ý tới họ. Để làm chi? Tại vì thấy họ đau khổ, mình quan tâm. Thí dụ như cái người đó họ bị bệnh, họ rất là sợ hãi, mình thường phone hay mình nhắn tin mình thăm họ, đó là sự quan tâm. Họ đau khổ vậy đó, mà mắt mình không, chữ mắt mình không có rời, nghĩa là cái tâm mình lúc nào mình cũng để ý tới họ, quan tâm tới họ. Và nhờ cái người đó mà chúng ta lại biết được rằng trong lòng mình có một cái tình thương. Cũng giống như người ta hay nói, muốn biết mình thương ai, đợi lúc mình sai người ta sẽ biết. Còn mình muốn biết ai thương mình, lúc mình bệnh mình sẽ biết. Tại vì mình bệnh mà cái người nào quan tâm đến mình, hỏi han mình, chăm sóc mình, thì lúc đó mình mới biết là thật người đó thương mình. Còn những lúc gặp nhau, trời ơi thương quá, thương quá, mà lúc mình bệnh thương gì? Không. Lúc mình khỏe nói gì, lúc mình bệnh á mà người đó vẫn quan tâm, hỏi uống thuốc không, lấy thuốc cho uống, hoặc là thậm chí ép mình phải đi bác sĩ vân vân. Khi muốn biết ai thương mình, hãy đợi lúc mình bệnh. Thấy sư trưởng, cha mẹ và những bậc có đức tâm tính vui vẻ để khởi lòng kính mến. Cái tâm mình đó, nhiều khi mình chưa có hiểu được là mình có tâm cung kính không. Bây giờ mình nhờ mình thấy các bậc sư trưởng đó, mình khởi cái tâm cung kính. Cho nên ví dụ như mình hãy lâu lâu mình để ý lại cái lời nói của mình. Ví dụ một cái bậc mà và lớn hơn hỏi mình một câu nói, mình trả lời mà cái cách trả lời thật dự ra cái nghĩa nó là bình thường là vậy đó, nhưng mà ở cái phương diện mà gọi là cung kính nó chưa đủ. Mình cái kiểu này mình nói chuyện với bạn mình thì được, tại vì cái cách của mình nói là luôn luôn đều phải có cái mình nói như thế nào để nó bày tỏ được cái câu nói này là mình nói với người lớn. Thí dụ như trong chùa, các vị mới vô tu mà học oai nghi, khi mà các vị tôn đức hỏi mình cái gì, mình luôn luôn mình chắp tay mình thưa. Nói như vậy không có nghĩa là tu lâu khỏi nha, nhưng mà đây là cung cách của người tu á. Các vị tôn đức mà hỏi mình gì mình chắp tay, mà trước cái câu đầu là bạch thầy. Dạ bạch thầy con không biết.
Rồi thí dụ như hỏi, ủa thầy Đức Tạng đi đâu rồi? Thì nếu cái câu trả lời bình thường, đi chợ rồi, thì cũng là câu phải không? Nhưng mà cái cách đó chưa đúng. Dạ bạch thầy, sư huynh con đi chợ rồi. Và hồi nãy sư huynh con có dặn, có tìm thầy để mà xin, mà lúc đó thầy đang trì kinh thí dụ vậy. Sư huynh đi có nói với con, bạch lại thầy mà con quên, con xin sám hối. Nói gì với cái người kia lúc nào, nói thầy con, huynh con, tỷ con, sư đệ con. Thí dụ hỏi thầy Đức Tạng, ủa Huệ Tạng đi đâu rồi? Thì nếu đúng ra thầy Đức Tạng phải, dạ sư đệ con đi công việc gì đó. Mà hãy hỏi tới tên của một cái, mình nói đến một cái đạo hiệu của một vị nào, và thậm chí những cái từ mình dùng, thật sự ra cái đó là bất liệu nghĩa. Nhưng không thể không có, tại vì cái người tu nó đẹp trọn vẹn từ lời nói, cách trình bày, là ngay cái giây phút đó mình nói một câu nó cũng thành, nó cũng là một câu trả lời. Nhưng cái câu trả lời đó nó thể hiện được cái tâm cung kính của mình. Và vì sao? Vì mai mốt mình sẽ làm thầy. Bây giờ mình làm trò đó, mình là học trò đó, nhưng mà mai mốt mình làm thầy. Cho nên mình thấy các bậc sư trưởng và những bậc có đức, nhiều khi các vị đó không phải là thầy mình, không phải là người xuất gia, nhưng cái người lớn tuổi đó người ta có đức, người ta có hạnh, mình sanh tâm cung kính, vui vẻ, để sanh cái tâm kính mến, nhờ các vị đó mình được cái tâm này. Thứ tư là thấy những người thù oán, lòng không giận tức, để tu phép hỷ xả. Cái người đó người ta thù mình, người ta ghét mình, cái thế thường mình sẽ nói, tôi có chọc ghẹo gì họ đâu, tôi có ăn hết của họ đâu mà họ tự nhiên họ ghét tôi, bởi tôi không ưa. Nếu vậy thì nó bình thường. Nhưng mà nếu cái người họ oán mình, họ giận mình, mà mình không có buồn giận gì họ hết. Tại vì sao? Tại vì họ giúp cho mình một cái đối tượng để tu, một cái pháp để tu, là họ như vậy mà mình vẫn hỷ xả được, cái ơn nó lớn. Trong cuộc đời cái người mà người ta làm tốt cho mình tốt với họ là cũng là ơn với ơn rồi, đúng không? Nhưng mà đây là cái chuyện tu sâu hơn. Cái người tu luôn luôn làm những điều trái ý nghịch lòng mình, nhưng mà mình cảm ơn những vị đó là nhờ các vị đó mà cho mình khởi được cái tâm này, khởi được cái tâm kia. Ví dụ như cái người đó tới người ta xin mình phải cảm ơn, tại vì họ giúp cho mình thực hiện được cái hạnh bố thí. Cho nên Pháp Hòa có kể đại chúng nghe, có những vị mà cái thời mà băng dĩa mà còn rất là thịnh hành, mấy cái CD mà còn phát hành được, những có nhiều vị người ta dễ thương lắm nha, người ta ghi trên cái dĩa đó, xin cảm ơn những ai đã nhận dĩa này về nghe, tại vì các vị không nghe tôi không có cơ hội tôi làm, tôi cảm ơn các vị đã chịu khó các vị nhận. Cho nên mình mà in kinh đó, mà có người tới xin mình phải mừng chứ, tại sao lại phiền. In kinh là muốn bố thí, muốn cho ấn tông, gọi là in kinh ấn tống, mà rồi người ta tới xin mình không cho. Cho nên ai xin kinh mình cứ cho, hết thì mình in cái khác. Thí dụ vậy, cho nên người nào mình phát nguyện cái gì mà người ta tới người ta nhận á, là mình phải cảm ơn. Giống như tiền thân của Đức Phật á, có một kiếp ngài làm con chim đó. Ngài được nghe con chim nó nghe các ông trưởng giả đó hứa là ruộng lúa của tôi đây xin bố thí cho chúng sanh. Thì con chim đó nó nghe vậy, nó xà vô, nó lấy gạo về nó nuôi cha mẹ nó bị mù. Thì cái ông trưởng giả này ông mới thấy bữa nào con chim này cũng vô nó mổ lúa mổ gạo của ông bực, ông mới lưới nó. Thì mà khi mà lưới nó xong thì ông hỏi tại sao mà ngươi cứ vô ngươi lấy. Nói giờ tại ông nguyện ông cho. Ông nguyện ông cho thì ông cho chúng sinh, thì tôi nghe vậy tôi mới tới nhận.
Tại vì ổng nghĩ chúng sinh là ai? Chỉ là con người thôi, mà ổng quên tính luôn cả con vật. Hỏi ngươi lấy ra làm gì? Nói nuôi cha mẹ tôi bị mù. Ổng mới suy nghĩ, chim muông mà nó còn có lòng hiếu thảo, huống chi con người. Mà hơn nữa mình đã phát nguyện thì ta mới nhận, ta tới lấy chứ. Thì con chim quanh vũ đó là tiền thân của Phật Thích Ca. Còn các ông trưởng giả mà phát nguyện cho lúa gạo đó là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất. Mà giờ sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa là quý vị đọc chuyện vậy, cái quý vị nghe nói chim nói chuyện người nghe. Tại sao có cái chuyện vậy? Ở đây mình phải nhận cái ý nha, là Phật giáo là muốn đưa lên cái chủng tánh của chúng sanh nó ngang nhau. Cho nên mới nói là con vật đó nó nói con người mình nghe được. Là muốn nói rằng con vật nó cũng có cái tánh linh giống như con người vậy. Tức là cái nhìn của đạo Phật là tất cả chúng sanh đều có đồng bình đẳng cái đức tánh đó. Và bây giờ bằng chứng là quý vị nuôi chó đó. Nuôi chó nói gì nó nghe. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, mà chó có bị stress không? Thú vật nó có bị stress không? Có. Tuần rồi có anh chị Phật tử ẵm chó lên chùa. Nói chó con nó bị stress dữ lắm. Mỗi lần mà mấy đứa con của con nó về thăm con á, là mấy đứa nhỏ nó quấn quýt với con á. Tại bình thường mấy đứa nhỏ nó đi học, đi ở xa hết trơn, không ai gần, thì ở nhà vợ chồng cưng con chó. Rồi con chó này nó quấn quýt mãi. Khi nào mà đám con của cô đó nó về á, là con chó này nó stress. Nó ăn không được, nó khó chịu. Dẫn nó đi khám bác sĩ, bác sĩ nói là nó đang bị stress, phải cho nó uống thuốc. Mà hễ mấy đứa con cổ mà nó đi về tỉnh khác hết là chó này nó bình thường trở lại. Chó cũng stress. Cho nên trong kinh mà nói à con nai nó nói vậy, con vật nó thật sự nó không có nói gì hết đó. Nhưng mà ở đây cái sự giao cảm, ở đây muốn nói là tất cả những con vật nó cũng đồng cái tánh linh đó. Nhân cách hóa con vật để biết rằng tất cả con vật nó cũng đều có cái giống, nó cũng đi tha mồi gì, nó nuôi cha nuôi mẹ nó vậy. Ở chỗ trên Tây Thiên hiện nay, ở chỗ cái bồn, cái hồ đó, Đức Quan Âm ở giữa cái hồ đó, ở dưới cái chân của chân của cái island đó, có một con vịt, con ngỗng, con vịt nó đang sinh và nó đang ấp trứng. Thì tuần rồi có một chú Phật tử, chú tới rồi chú đi lên tân, chú đứng, chú tới, chú thấy Phật, chú đi tào ào vô. Con vịt nó tưởng đâu là chú tới, nó tấn, chú tấn công cậu, nó bay ra nó đá ổng liền. Nó đây ra nó bảo vệ con của nó. Rồi thì hôm khác cũng một cô Phật tử mà thường lên công quả trên đó, cũng biết cái chỗ đó nó đang ủ. Cái cổ mới lại, cái nó dù ngóc cái đầu nó lên, nó định lên, cái cổ mới nói liền, cổ nói không, tôi chỉ xin chụp tấm hình thôi, tôi không có làm gì hết á. Nó đứng yên cho cổ chụp hình. Đó là cái chuyện từng rồi đó. Cổ nói rõ, cổ nói là tôi không có làm gì hết, tôi chỉ tới chụp hình thôi. Là con vịt nó đứng yên cho cổ chụp hình trứng rồi mẹ con đó. Và cái chú kia chú tới chú không nói gì hết, chú ào ào vì chú lo chú ngó Phật Di Đà. Chú tới ngay cái chân của nó là ấy, nó tưởng đâu là chú tấn công chú, nó bay lên nó đá chú. Bây giờ Ngài A Nan sửa lại y phục, đến trước Phật bạch rằng: bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn mới phát tâm Bồ Đề đã biết ơn báo ơn mà làm theo bốn việc kể trên là thế nào? Phật bảo A Nan rằng: ở thời quá khứ cách đây vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có một vị Phật hiệu là Tỳ Bà Thi, Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài ra đời để giáo hóa cho Phật, cho chúng sinh có duyên với Phật pháp. Giáo hóa xong, Ngài mới vào Niết Bàn.
Sau khi chánh pháp tượng pháp của Phật diệt rồi, có một nước là Ba La Nại, nhân dân giàu có, đất đai phì nhiêu, vua dùng chánh pháp trị nước, không ức hiếp dân lành. Trong nước có một dãy núi tên là Tiên Thánh Sơn, trên núi thường có 500 vị Bích Chi Phật và rất nhiều thần tiên, lại có vô số cầm thú. Trong đó có một con sư tử tên là Kiên Thệ, lông vàng chói lọi, mạnh khỏe, lực lưỡng, bệ vệ, uy nghiêm. Khi cất tiếng rống, chim đang bay phải rơi xuống, các thú rừng đều sợ hãi, đi tìm nơi ẩn nấp. Một hôm sư tử Kiên Thệ đến chỗ khe núi, thấy một vị Bích Chi Phật thân tướng uy nghi, thanh tịnh. Kiên Thệ thấy thì lòng vui mừng, không sợ. Rồi từ đó cứ ngày ngày đến gần để nghe vị Bích Chi Phật tụng kinh thuyết pháp. Đức Phật kể một câu chuyện. Có một cái vào cái thời của một vị Đức Phật đó tên là Tỳ Bà Thi, vào thời Phật Tỳ Bà Thi, có một cái nước đó tên là Ba La Nại. Và trên núi có một cái núi đó có 500 vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đó là những người vì những vị tu đắc quả nhờ duyên giác. Bích Chi Phật cũng là duyên giác đó. Trên đó có một con sư tử tên là Kiên Thệ, và sư tử này thường ngày đến nghe vị Bích Chi Phật tụng kinh thuyết pháp. Bây giờ có người thợ săn thấy sư tử Kiên Thệ mình vàng chói lọi, hết sức mừng rỡ, liền tự nghĩ rằng nếu mình bắt được con sư tử kia lột da đưa dân nhà vua, chắc sẽ được ban thưởng rất nhiều, bảy đời không phải thiếu thốn. Nhưng sư tử Kiên Thệ là chúa sơn lâm, cung tên khó có thể bắn nổi, và bẫy rập cũng khó có thể bắt được. Vậy ta phải lập mưu để bắt. Kiên Thệ thường kính mến gần gũi vị Sa môn Bích Chi Phật, ta phải giả dạng làm sa môn, giấu cung tên và có tẩm thuốc độc dưới lớp áo cà sa, rồi từ từ tiến đến ngồi dưới gốc cây kia. Kiên Thệ thấy ta tất sẽ lại gần, lúc đó ta sẽ dương cung bắn thì chắc cả trăm phần là được. Bây giờ ông này lập cái mưu, lấy cung tên tẩm thuốc độc giấu dưới lớp áo cà sa, vì con sư tử nó cung kính, nó thấy người tu nó tới gần, ông này giả làm người tu. Nghĩ như thế rồi liền trở về nói với người nhà rằng: tổ tiên ta đã trải qua mấy đời làm nghề săn bắn mà ta từng nghe nói có con thú nào lại có bộ lông vàng chói như thế, huống nữa bây giờ ta được thấy thì phải bắt cho bằng được. Nói xong lập tức cạo đầu, khoác áo cà sa như đã định trước, rồi trở vào trong núi ngồi dưới gốc cây. Khi thấy người tỳ kheo giả mạo kia, sư tử Kiên Thệ sinh lòng vui mừng, tiến ngay lại gần liếm chân tỳ kheo. Lúc đó người thợ săn dương cung bắn ngay, bị trúng tên độc. Sư tử gầm thét kêu rống muốn vồ lấy người thợ săn mà xé tan thân xác, nhưng lại nghĩ rằng đó là một vị sa môn mặc áo hoại sắc, là tiêu biểu của chư Phật hiền thánh, nếu ta định giết thì chẳng khó gì, nhưng nếu ta giết người tức là phá hoại cái tiêu biểu của chư Phật hiền thánh vậy. Dễ sợ không? Nó biết là cái người xấu đó, nhưng mà cái người đó mặc áo cà sa là tiêu biểu của thánh hiền, mình không thể phá cái tiêu biểu đó được. Nghĩ như thế rồi liền nuốt giận chịu khổ. Một lúc lâu vì thuốc độc chạy khắp thân thể, sư tử cảm thấy đau đớn khó nhẫn, lại định cấu xé người thợ săn, nhưng lại nghĩ rằng nếu giết thì không khó, nhưng chư Phật hiền thánh sẽ quở trách, hơn nữa người đời sẽ không phân biệt được thiện ác. Nếu mình xé nói như vậy, mai mốt cái chuyện này đồn ra, con người không còn phân biệt thiện ác, họ sẽ lợi dụng đó. Hồi xưa mặc áo cà sa mà tôi còn giết mà, cho nên nhất định nó không làm, để giữ cái tiêu biểu. Ai mặc áo cà sa, người đó mặc pháp phục, mình không thể phá hoại cái tiêu biểu đó. Cái này sâu lắm á, để cho mình có thể quán chiếu trong cuộc sống của mình. Đây là một kẻ tiểu nhân, mang lòng thâm độc, âm mưu hại ta. Nếu ta không nhịn được thì cũng không khác gì kẻ kia. Người tu hành nhẫn nhục ai cũng kính mến,
Kẻ không nhẫn nhịn ai cũng ghét bỏ, vì thế mà càng thêm phiền não tăng trưởng thì sinh tử thêm lên. Sinh tử càng tăng thì phải sinh vào những nơi nạn xứ. Sinh vào nơi nạn xứ thì xa lìa bạn lành. Xa lìa bạn lành thì không được nghe chánh pháp. Không được nghe chánh pháp càng sinh hoài nghi. Càng sinh hoài nghi thì phải xa lìa đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế ta không nên làm ác. Nghĩ như thế rồi liền nói bài kệ rằng: đối với người mặc áo pháp, xin tự nguyện bỏ mình, trọn không khởi tâm ác. Đối với người xuất gia, xin tự nguyện bỏ mình, trọn không khởi tâm ác. Nói bài kệ xong liền vật ra chết. Lúc đó trời đất rúng động, cầm thú sợ hãi, bỏ chạy tứ tán. Trời xanh mưa máu, mặt nhật lu mờ. Bây giờ người thợ săn mới cởi bỏ áo pháp, cầm dao lột lấy da đem về. Khi về tới nhà liền đưa dân vua. Vua thấy vui mừng, mới nói với quần thần rằng: ta chưa từng nghe thấy có giống thú nào mà lông lại vàng chói như thế. Vậy mà hôm nay mắt lại thấy được thấy, thế mới lạ. Vua mới hỏi người thợ săn dùng cách nào mà bắt được da ấy. Người thợ săn tâu rằng: Nếu bệ hạ có tha cho hạ thần thì hạ thần mới dám tâu. Nhà vua nói: cho phép nhà ngươi cứ tự do mà nói. Người thợ săn bèn thuật lại đầy đủ câu chuyện cho vua nghe. Nghe xong vua thấy lòng nghẹn ngào đau đớn, nói chẳng nên lời. Liền triệu tập tất cả quan đại thần và các tiểu vương lại và tuyên bố rằng: các khanh nên biết, ta từng được nghe các bậc trí giả nói rằng, nếu có con thú nào lông mình sắc vàng, tức là vị Bồ Tát hóa thân. Vì hết thảy chúng sanh mà mở lòng Bồ Đề mà làm việc đại lợi ích, tại sao ngày nay tên thợ săn độc ác này dám dùng quỷ kế để giết hại một vị Bồ Tát? Này, nếu ta đem quan tước, bổng lộc, voi ngựa, của báo, cơm áo, tiền tài và tơ lụa mà ban thưởng cho kẻ ác nhân này, thì tức là ta đã vào hùa với y mà làm việc vô đạo vậy. Nói xong liền đem người thợ săn ra mà chém đầu, rồi đem bộ da sư tử vào trong núi tìm lấy xác chết bọc lấy và dùng ngu đầu chiên đàn chất lên thành vàng mà đốt. Đốt xong thu lấy xá lợi xây tháp cúng dường. Quý vị chiêm nghiệm lại cái chỗ: nếu mình con sư tử nó suy nghĩ, nếu mình không nhịn được, nếu mình không nhẫn nhục được thì người đời ai cũng ghét bỏ. Tại vì thường thường người ta khen là khen cái người có nhẫn nại, có nhịn nhục, chứ ai đi khen cái người ăn thua đủ, phải không? Bởi vì thế càng thêm phiền não. Nếu mình gây gổ thì mình càng thêm phiền não tăng trưởng. Mà ấy phiền não tăng trưởng thì cái gì nó đi theo? Sanh tử luân hồi. Mà trong cái kiếp sanh tử luân hồi, chắc gì mình được vô chỗ tốt, mình sẽ rơi vào cái chỗ, cái nạn xứ, tức là cái chỗ mà có nhiều cái tai nạn. Vậy thì sinh vào cái xứ tai nạn thì cái gì mình không được gần? Không được gần bạn lành. Mà không được gần bạn lành thì không được nghe gì? Không được nghe pháp lành. Mà không được nghe pháp lành thì không hiểu gì hết, thì tâm mờ mịt nghi ngờ. Mà hãy càng mờ mịt nghi ngờ thì xa lìa đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái chuyện mà chúng ta tư duy. Con sư tử là một cái con sư tử là một loài chúa sơn lâm. Nó tượng trưng cho một sức mạnh. Mà cái tên của con sư tử tên gì? Sư tử tên gì? Kiên thể. Chữ kiên là gì? Là kiên trì. Chữ thể là thệ nguyện. Mình phải giữ cái lời thệ nguyện, mình kiên trì cái lời thệ nguyện đó không lung lay. Mà con sư tử này nó giữ cái gì? Kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Vị đó khoác lên người cái áo cà sa, biểu tượng của người tu. Tôi biết rằng cái người mặc cái áo này là không tốt nè, nhưng bây giờ tôi xé xác họ đó, là tôi làm mất đi cái hình ảnh đó. Ra sau này người ta không, mà người ta có thể lợi dụng cái chuyện đó, thì tôi cũng phải diệt
Tại vì sao? Nó ác, không có phân biệt được. Cho nên con sư tử nhất định chết chứ không làm những cái điều, không có làm cái điều mà theo thế thường người ta làm. Nó hại mình phải hại lại chứ. Người ta đánh mình phải đánh lại chứ. Thành thử ra người tu á, lúc mà mình thọ giới là đã học cái, đã thọ cái này rồi. Đi vô thọ giới tỳ kheo 250 giới, truyền 4 giới chánh thôi. 4 giới ba la di là chánh thôi, còn tất cả giới khác các vị dạy rằng đây là dạy truyền 4 cái giới chánh, còn những cái giới đó các vị về mà tu học lại. Nhưng mà truyền cho mình 4 điều. 4 điều mà trọn đời người tu phải làm. Từ nay đến trọn đời, người ta đánh con không đánh lại. Người ta chế nhiễu con không có chế nhiễu lại. Người ta chửi mắng con không có mắng chửi lại. Thành thử ra 250 giới mà truyền 4 cái giới chính thôi, còn phải truyền những cái giới mà tại sao? Anh có giữ được 250 giới hay không là mấy cái chỗ này nè. Mấy cái vụ mà lặt vặt này nè. Tại vì sao? Nó là thường nhưng mà chính nó sẽ phá hủy. Cho nên cái giới khinh nó dễ phạm lắm. Vì chính nó là khinh là nhẹ. Mà chính nó nhẹ cho nên mình dễ gì? Dễ sanh lờn. Mà hễ mà sanh lờn cái giới trọng nó sẽ phạm. Cho nên các vị dạy giới rất là kỹ. Thường thường mình hay phạm vào những cái chuyện chính là tại vì mình cứ sao bỏ ngỏ những cái chuyện nhỏ nhất đó. Pháp Hòa ví dụ ha, mình khóa cái cửa chính thiệt là kỹ, nhưng mà ở cửa ra mình thờ ơ, đi ra đi vô cũng thèm khóa cửa, thì cuối cùng ấy, nhà mất sạch hết trơn, vô cửa nào? Vô mấy cái cửa sổ nè, nó vô cửa sổ nè, nó vô cửa gara, nó vô cửa sau nè. Mà lúc nào mà có chuyện gì chạy rần rần ra cửa chính coi. Cửa chính khóa chặt rồi nó đâu vô. Nhưng mà giặt nó sẽ đi vào người cửa hông đó. Đó, phải qua ví dụ vậy để đại chúng hiểu cái gì là khinh. Mà cái khinh là cái nhẹ, mà chính những cái nhẹ đó mình dễ lắm. Và sư tử thì có cái tên là kiên thệ, là giữ cái thệ nguyện của mình một cách kiên trì. Giống như các vị mà trong kinh Pháp Hoa, các vị la sát, tức là các vị đó hung dữ lắm, nhưng mà khi mà biết ai tu hành, các vị thệ nguyện lập tâm mà hộ trì, thà trèo trên đầu chúng con chứ đừng não hại người trì kinh Pháp Hoa. Các vị mà kinh thường tôi không, các vị cứ trèo lên đầu tôi cũng được nữa, nhưng mà cái người tu đó là cái gì? Đó là sự bảo hộ, đó là nói lên cái lòng hộ trì cho cái người tu tập. Các vị đừng có não hại cái người mà người ta có tâm tu. Giờ ở đây á, cái câu chuyện này nó rất là được kể nhiều trong những cái buổi nói chuyện của các thầy, trích từ trong kinh. Mà thật ra những cái chuyện này nó nằm ở trong tiền thân của Phật hết á. Quý vị mà có dịp, quý vị đọc kinh Hiền Ngu nè, quý vị đọc những cái bản kinh gọi là bổn sanh nè, đó là chuyện của cuộc đời trong quá khứ của Đức Phật rất nhiều. Bây giờ người thợ săn bị chặt đầu rồi á, Phật bảo A Nan và đại chúng rằng: các thiện nam tử, kiên thệ sư tử bấy giờ nay là Như Lai Thích Ca Văn Phật. Con sư tử đó là Phật Thích Ca đó. Bồ Tát thân cận thiện tri thức như thế, biết ơn và báo ơn. Bởi thế Bồ Tát thường được gần gũi thiện hữu tri thức và chóng thành được đạo quả, đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Mình nghe nãy giờ hôm hôm mình học 3 buổi, 2 buổi chứ, tuần trước tuần này mình nghe được mấy câu chuyện tiền thân của Phật, thấy không? Và những câu chuyện như vậy đó gọi là bổn sanh. Còn ví dụ Phật kể chuyện Bồ Tát này sao, Bồ Tát kia sao, những chuyện đó gọi là bổn sự. Bổn sanh tức là Đức Phật tự kể lại cái quá khứ của Ngài. Còn bổn sự tức là nói những cái chuyện mà của các vị đệ tử, các vị thanh văn, các vị Bồ Tát. Và đó là một trong 2 trong 12 thể loại kinh mai mốt mình sẽ học tới. Kinh điển Đức Phật có chia ra 12 thể loại. Ví dụ Pháp Hòa nói, mình đọc câu chuyện như nè, những cái chuyện mà quá tiền thân của Phật, cái mình ồ cái này thuộc chuyện bổn sanh. Còn Đức Phật kể những vị Bồ Tát, cái mình ồ cái này thuộc bổn sự, chia loại ra. Còn ví dụ như Phật tự Phật nói, Phật gọi các vị, Phật gọi cái đó là tự thuyết, đâu ai hỏi gì đâu, Phật tự nói à. Rồi do một cái câu chuyện gì đó, thí dụ như trong câu chuyện bổn sanh nó cũng có một chút của cô khởi nhân duyên. Ví dụ như Ngạ Nang thấy Đức Phật chăm sóc người bệnh vậy đó, Ngạ Nang hỏi sao phải làm vậy, à nhân cho đó Phật có câu chuyện Phật nói trong đời quá khứ của Phật. Cái trường hợp vậy gọi là nhân duyên, có một cái duyên do gì đó mà sự việc nó sẽ đến. Cho nên đây là cái sự phân chia 12 thể loại để cho chúng ta khi đọc kinh là chúng ta biết tất cả những cái lời Phật dạy các tổ đã chia vào thành những cái hình thức như vậy. Thôi hôm nay mình nghe hết câu chuyện này thôi, ngày kỳ sau mình học tiếp. Cảm ơn đại chúng. Nghe câu chuyện của sư tử Kiên Thệ cảm động quá ha. Nếu mà ở nhà mình, hồi đó Pháp Hòa nhớ hồi lần đầu tiên Hòa đọc cái này, tới cái câu chuyện này Hòa khóc. Thấy cái người con sư tử Kiên Thệ mà nó giữ cái nó biết suy nghĩ, mà thật sự ra Kiên Thệ là mình. Nếu mình kiên trì với cái lời nguyện của mình đó, thì mình sẽ biết suy nghĩ. Mình nhịn không được cái này thì cái gì nó sẽ xảy ra. Mình không làm được việc này thì cái gì nó sẽ đến. Rồi cuối cùng cả một cuộc đời mình không kể cứ trầm luân ở trong mấy cái chuyện này hoài sao. Mình suy nghĩ vậy đó. Thật ra một câu chuyện này á, mình đừng, đây là một câu chuyện để cho cái cớ để mà chúng ta đem cái này ra chúng ta suy nghĩ. Trên cái chỗ mà trầm luân sanh tử mà nhà Phật nói đó, nghĩa là chúng ta cứ lẩn quẩn. Chúng ta cứ lẩn quẩn khổ vui hờn giận, lẩn quẩn mà suốt cuộc đời ở trong cái trầm luân sanh tử. Và trong cái lục đạo á, trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, một ngày mình sanh lên 6 lần ở các cõi. Sáng ra tâm mình phơi phới ở cõi trời, ra cái đôi dép mất xuống xuống tầng Atula, rồi cái đi ra ngoài kia cái người này cho mình gì cái mình cười vui mình nói, cái mình bắt đầu mình xuống cõi người, hết 3 cõi thiện, ba cõi khá khá rồi, thấy không? Cái lát từ từ chiều tối cái bắt đầu mình xuống nữa địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì mình đầy đủ hết. Cho nên nhiều khi mình nói chứ đâu đợi chết mình mới luân hồi đâu. Đâu đợi chết mình mới luân hồi lục đạo đâu. Ngay kể kể cõi sống này một ngày mình cũng đi đủ hết 6 cõi. Nhiều khi ấy, mình sống mà nói cho tôi giờ tôi cũng có cần, tôi cũng khai nữa đó không cần biết gì nữa hết á. Thì mình sống mà không còn biết gì nữa đó, đó là đời sống của vô minh, của súc sinh. Còn mình muốn nhai nuốt lẫn nhau, muốn hãm hại lẫn nhau, đó là sống của ngạ quỷ. Còn mình, còn nếu không á, mình đau khổ, mình dằn vặt, đó là đời sống của địa ngục. Tại vì địa ngục là gì? Địa ngục là khổ cũ, địa ngục là khả yểm, đáng chán, chán lắm.
Nhưng một ngày mình sống mình chán chường, mình không có niềm vui, mình không có lối thoát. Cho lục đạo luân hồi nó ở ngay trong cái đời sống của chúng ta, bằng cái tâm niệm của mình. Cho nên nhà Phật mới có một câu phải không? Mười pháp giới không rời một tâm niệm. Mười pháp giới không rời một tâm niệm. Hồi nãy Pháp Hòa nói lục đạo rồi phải không? Đó là gọi là lục phàm. Bây giờ tứ thánh nè: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Bốn cái cõi đó là bốn cõi thánh, cộng với sáu cõi phàm là mười pháp giới. Mười pháp giới này được chia hai: tứ thánh, lục phàm. Mà nó không rời một cái tâm niệm của chúng ta. Hễ mà cái tâm niệm mình hướng về đâu thì mình sống vào cảnh đó. Mình hướng Phật thì mình sống Phật, mình hướng với duyên giác. Bây giờ mình hướng viên duyên giác đi, cảnh duyên nào cũng là duyên để mình giác ngộ. Mà hãy mình không có nghĩ vậy, mình nghĩ nó xấu hơn thì nó tệ hơn. Cho nên mười tâm niệm không, mười pháp giới không rời một tâm niệm là vậy. Nếu mà có cơ hội mình là đọc lại cái đoạn đó, nếu mình không nhịn được thì mình sẽ mãi mãi sống bằng cái phiền não, khổ đau và luân hồi sanh tử. Mà chắc gì trong cái luân hồi sanh tử mình lại rơi vào cái chỗ tốt mãi đâu, là rơi vào cái nạn xứ. Và một trong những cái nạn xứ đó là gì? Đó là không gần được bạn hiền, người tốt. Mà hãy rơi vào dầm cái chỗ mà không có bờ người hiền bạn tốt thì mãi nghe những điều sai quấy, nó làm cho càng ngày càng sai. Chỉ vì gì? Chỉ vì một cái chuyện không nhẫn nại được thôi. Mà thưa đại chúng, trên cuộc đời này nhẫn nại nó nhiều thứ lắm, phải ta chửi không đâu. Không phải chuyện đó không. Thí dụ bây giờ mình khởi tâm tham đi, mình không có nhẫn nại đừng tham, cũng rơi rớt. Chứ đâu phải chuyện mà gọi là nhẫn nại, chửi bới, gây gỗ hàng ngày. Chữ nhẫn là một sự, mình cái sự chịu đựng, mình sẽ chấp nhận bằng mọi cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Thí dụ như mình ham danh quá, người ta không cho mình danh, mình bực bội, mình khó chịu đó. Người nhìn ta lỡ mình, người ta không cho mình cái danh, mình sống mình không cần danh, đó cũng là một sự tu tập. Chứ cái chữ nhẫn này nó không phải ở trong cái phạm vi gọi là chuyện lẫn quẩn giữa sự gây gỗ phiền não đó. Con sư tử này người ta hãm hại nó mà nó không nhẫn nại, nó xé người đó. Nếu mà câu chuyện này nó ra chuyện rất bình thường đó, tại cái người này xấu với nó phải xấu lại chứ, thì đó đâu có gì đâu để nói, phải không? Nhưng mà trước khi nó chết, nó cho mình một cái suy nghĩ: ta thà là chịu khổ chứ không làm cái hình ảnh xúc phạm đến người tu. Và người tu ở đây là gì? Tượng trưng cho người có đạo đức. Cái người mà người ta sống bằng cái đạo, cái đức. Và giờ làm sao mình biết ai đạo ai đức? Thôi giờ tốt hết á, mình học theo cái cách của Thường Bất Khinh là: thế sao ta không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Tại vì trong cuộc đời này có những người, người ta ngoại hiện phàm phu nhưng mà nội tạng Bồ Tát. Có những người, người ta ngoại hiện Bồ Tát mà nội tạng phàm phu. Tức là người ta hiện cái tướng phàm phu nhưng mà thật sự trong lòng ta là Bồ Tát. Không biết, mình không biết, cho nên thôi ai cũng là Bồ Tát đi. Rồi Bồ Tát gì, nó chửi tôi tối ngày. Bồ Tát gì? Bồ Tát nghịch. Bồ Tát này là Bồ Tát nghịch, luôn luôn làm những cái điều làm cho mình bực bội khó chịu, nhưng mà để cho mình thấy được cái sứ vật nại của mình, lòng thương của mình, sự cung kính của mình. Nhớ không, hồi nãy mình học các vị đó cho mình cái cơ hội đó. Trong chúng ta ai cũng có sự siêng năng hết á, nhưng mà hễ mà siêng năng không chân chánh là nguy hiểm. Cho nên mình phải có chánh cần, tức là cái siêng năng chánh đáng, chân chánh.
các cái pháp ác nó thuận theo dòng sinh tử. Cho nên mình mong làm sao mình dũng mãnh tinh tấn để mình làm cho nó, nếu lỡ cái đó nó sanh thì mình phải tinh tấn. Pháp Hòa ví dụ như ngay cả khi mình tu rồi, nhưng mà mình phải để ý lại những cái thú vui mà hàng ngày chúng ta vấp phải. Nếu như mà mình không có tinh cần á, thì mình cứ mãi, thí dụ Pháp Hòa nói hồi đó mình ghiền phim Tàu. Thật ra nó đâu có gì xấu ác trong, nhưng mà mình đem một cái ví dụ. Mình nói thôi bữa nay ráng thức coi hết bộ này, hè cuối tập này đi. Nhưng mà mình không có đủ cái khả năng để mình chống lại nó, tại vì nó hết đúng lúc lắm. Nó hết ngay cái lúc mà mình muốn tìm hiểu cái cuốn kế nó làm sao, cái là phải thêm cuốn. Thấy không? Rồi có nhiều khi, trời ơi, Pháp Hòa nhớ hồi đó có một bác ở đây nè, bác ghiền phim Tàu đến mức độ á, bác coi bác không có ngủ luôn. Không có ngủ thì thần kinh á nó căng thẳng. Rồi cái đem bác đi bác sĩ, cái bác sĩ mới kêu mấy người con vô. Bác sĩ nói mẹ mẹ qua đây bao lâu rồi? Nói dạ mẹ tôi qua được vài năm. Bác sĩ nói về khuyên bác đi, muốn ở đây hạnh phúc với con cái đừng có nhớ Việt Nam nữa. Bác có nhớ Việt Nam có bác căng thẳng thần kinh đó, bác không có ngủ. Khi về nhà đâu phải bác nhớ Việt Nam gì đâu, bà thức ngày thức đêm bác coi phim Tàu, coi điếc thần kinh nó căng thẳng. Cho nên cái chỗ đó gọi là thuận theo dòng. Đó là mình hết cái phẩm. Thì một cái đoạn này á, chúng ta học một cái điều gọi là ba thứ mà Đức Phật dạy: nhiếp luật nghi giới, gọi là nguyện tất bỏ điều ác ha, nhiếp thiện pháp giới là làm tất cả việc lành, nhiêu ít hữu tình là độ tất cả chúng sanh. Mà cái điều này là mỗi bữa cơm chúng ta đều đọc hết. Mình ăn cơm chay, cơm mặn không cần biết, đại chúng cứ nhớ là mỗi bữa cầm chén cơm lên, trước khi ăn là ăn 3 miếng cơm lạc. Và mỗi một miếng cơm như vậy đó, nó là cái cớ để cho chúng ta phát nguyện. Đưa miếng cơm thứ nhất lên, trong lòng mình thầm nguyện: nguyện bỏ tất cả điều ác. Ăn miếng cơm thứ nhì, mình nói: nguyện làm tất cả việc lành. Ăn miếng cơm thứ ba, mình thầm nguyện: độ tất cả chúng sanh. Nguyện bỏ tất cả ác, nguyện làm tất cả lành hay là thiện, nguyện giúp tất cả chúng sanh. Cái câu là độ nhất thiết chúng sanh. Thì Pháp Hòa dạy cho mấy em nhỏ hay mấy thầy ở đây, nguyện giúp, chữ giúp là mình thấy nó gần gũi hơn. Mình, nếu mình nói chữ độ thì có vẻ giống như mình là phải đợi nó làm thánh mới độ được, không cần. Nguyện giúp tất cả chúng sanh. Cho Pháp Hòa đổi cái chữ lại, nói làm sao để mình cảm thấy rằng mình có thể làm được. Mình có thể làm được mà không cần mình đợi tới mình làm thánh mình mới làm việc đó đâu. Dù một cái việc nhỏ mà chúng ta có thể làm được là tự động chúng ta vui. Rồi, bây giờ mình qua cái phẩm kế. Đây là phẩm cuối của bộ kinh này ha. Đây là quyển thứ 7, phẩm thứ 9. Phẩm này có tên là thân cận. Thân cận, tiếng Việt mình cũng hiểu nghĩa, mà chữ Hán nó cũng là vậy. Chữ Hán cũng là thân cận. Nói theo mình hiểu nó là gần gũi. Get close to, get along with. Nhưng mà mình thân cận để làm gì? Và thân cận cái gì? Cuộc sống của chúng ta ngày nào chúng ta cũng có cái để mình thân cận. Nhưng mình thân cận ánh đèn hay là mình thân cận với bình mực? Hễ thân cận bình mực á, thì mình tối, mà thân cận ánh đèn thì mình sáng. Ví dụ như mình đi trong bóng tối không thấy mình, mình mặc đồ gì mình không biết, nhưng mà mình đi gần gần hồi cái ánh sáng xíu vô ta thấy được mình. Hễ mình gần đèn thì mình được soi, mình ở trong bóng tối thì mình đen theo nó.
Người ta xưa hay, người Việt mình hay dùng cái câu đó: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tiếng Anh nó cũng có một câu tương đương vậy đó: evil communication corrupt bad manners. Mình gần cái xấu á, cái communication của mình đó, cái liên hệ, cái quan hệ của mình mà nó sao, nó xấu á, nó ác á, thì nó thể hiện qua cái hành động của mình, cái manner, đó là cái cách sống của mình, cái oai nghi của mình. Ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, Đức Phật có dạy là các thầy tỳ kheo nên gần các vị thiện tri thức, đừng có gần ác tri thức. Tại sao? Tại vì mình gần thiện tri thức, một là mình tăng được niềm tin, hai là mình tăng được giới, ba là mình tăng được thí, bốn là mình tăng được văn, năm là mình tăng được tuệ. Đó là năm cái lợi ích khi mình gần gũi người lành. Thí dụ một cái người đó, họ không tin tội phước nhân quả, không có tin gì hết trơn, nhưng mà họ gần một cái người thiện tri thức thì khuyên bảo. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nè, anh không tin có ông thánh ông thần nào cũng sao hết đó, nhưng mà anh phải tin nhân quả nha. Anh làm xấu là anh sẽ bị tội, anh làm thiện anh được. Thí dụ như anh ăn cắp, thế nào anh cũng phải bị bắt. Anh lường gạt người ta, anh phải bị bắt. Đó là nhân quả, không ai đặt hết trơn. Ông Phật không có đặt nhân quả. Đạo lý nhân quả là cái đạo lý hiển nhiên trong cuộc đời này, mà chúng sanh mình là sống mà không nhận ra cái nhân quả đó. Mà Đức Phật là người ngồi tỉnh và thấy cuộc đời này có cái nhân cái quả, cho nên Đức Phật nhắc mình. Chứ Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật không có một cái dàn người đệ tử để đặt nè, coi chừng nha, đứa nào ăn cắp phạt nó. Phật không có cái dàn đệ tử để mà Đức Phật chỉ định mỗi người mỗi cái việc đó. Và thưa đại chúng là Đức Phật không có tạo cái gì, Đức Phật là người nhận ra thôi. Phát minh, phát hiện ra cuộc đời này nó có nhân duyên, nhân quả. Đức Phật thấy được cái sự trùng trùng duyên khởi của các sự vật mà Đức Phật nói, để chúng ta thấy rằng tất cả nó đều có cái tương duyên. Mà nhờ thấy có cái tương duyên mà chúng ta đừng có thù ghét lẫn nhau, mà mình phải thấy rằng á, nó đều có cái sự liên đới hết. Ví dụ như mình ghét cái nhà hàng xóm, mình cứ đem đồ hôi ra mình để xung quanh nhà họ, với cái ý nghĩa là cho họ hôi chơi, cho nó ngửi đồ hôi chơi, thí dụ vậy đó. Rồi mình có ngửi không? Mình cũng ngửi vậy. Hay là bây giờ mình xài, mình tiêu dụng, mình không có biết tiết kiệm, không có biết bảo vệ cái môi trường sống, mình phung phí những cái vật dụng mà nó khó tiêu thụ, thì lâu ngày nó tạo thành ra một cái pollution, một cái ô nhiễm. Và cái ô nhiễm đó đâu phải người hay người hưởng đâu, có mình trong đó nữa. Cho nên Phật dạy cho mình thấy cái tương duyên giữa mình và người và mọi thứ, để mình phải biết bảo vệ, mình phải biết nâng đỡ, mình phải biết chở che, mình phải biết giúp. Đó, bây giờ mình nói ví dụ trong chùa mình có 10 người nè. Không, mà nếu mà 10 người mình vô mình đây, mình sống làm sao mà người ta bước vô, người ta cảm nhận được cái chùa này không có ai thương ai hết trơn. Ai muốn sống làm sao sống, ai muốn làm cái gì làm, không có ai dòm ngó tới ai hết. Thì Phật tử ta nói thôi, này lỏng le, không có đoàn kết, thì người ta không tới, người ta ủng hộ, người ta cúng dường, đói cả đám, chứ không phải đói một người. Nhưng mà nếu mà người ta bước vô, người ta cảm nhận được có cái sự liên hệ, trên biết thương nhỏ, nhỏ biết kính trên, nó có một cái sự liên đới. Ồ, đây là một tăng thân vững mạnh, mình nương tựa được. Nó, mình nói một cái ví dụ, bất cứ đoàn thể nào, một gia đình nào, một công, bây giờ hai người đối tác làm ăn với nhau, mà ra ngoài á, nói chuyện sao cái người này tôi thấy họ chê cái người đối tác của họ, dữ tôi không đủ niềm tin,
ở đây bị rồi. Có một cái công ty nó hợp tác với nhau 6 người, mà tới hồi vô ngân hàng nói chuyện đó, là họ không, họ nói tôi không trust cái partner của tôi. Nói vậy đó. Cái thì giờ băng nó thấy là trời ơi, bây giờ mình cho mượn tiền mà cái nhóm này nó một ngày nào đó mà họ không làm việc nữa là mất sạch á, họ bankruptcy á, cuối cùng lấy nó đòi tiền là hết. Nó dừng, nó không cho mượn tiền. Thì chưa mượn tiền mà đã vậy. Hay là bây giờ người ta sắp sửa người ta hợp tác với mình làm ăn, mà người ta khi vô buổi họp mà người ta thấy hình như trong cái nhóm này có cái vẻ chống bán nhau quá. Phải không? Thành thử ra Đức Phật là người, không phải là Đức Phật là cái người sáng tạo cái này cái kia, mà Đức Phật là người nhận ra được. Cho nên khi mà nói Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật thành đạo, thành Phật á, thành Phật là thành gì? Thành bậc có đủ tuệ giác để nhận ra hết tất cả sự việc ở thế gian. Thí dụ Phật nhìn cái hoa, mà mình đó thì nó à cái hoa thôi, mà không thấy được cái nhân từ đâu ra, không thấy được cái duyên mà tạo ra cái hoa, mà Đức Phật là thấy. Đức Phật thấy cái hoa này là trước khi nó thành hoa nó đã là hạt hoa, là nhân, và nhờ các duyên cho nên mới được kết quả. Từ đó Phật thấy tất cả, có niềm tin. Cho nên á, gần thiện tri thức không phải để mình đi nói đạo cho người ta nghe, để mà đi truyền bá, để theo đạo mình, không phải, không có ý đó. Mà khi mình gần thiện tri thức để người ta nói cho mình hiểu được, và mình có niềm tin. Ví dụ như giờ á, cái người đó mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng mà một thiện tri thức sẽ làm, nói như thế nào, làm như thế nào để người kia quật dậy và tin rằng cuộc sống này không phải chỉ có thuần màu đen, mà nếu anh bước ra khỏi đám đen là anh thấy được màu trắng. Và anh phải biết rằng trắng hay vui không bao giờ mãi mãi, mà lúc nào nó cũng có cái sự quân bình, làm cho họ cân bằng lại cuộc sống. Đó là thiện tri thức. Điều thứ hai là thiện tri thức cho người đó được giới. Giới là gì? Luật pháp. Người ta không biết luật, mình nói cho ta nghe. Ở xứ này nè, anh không làm vậy là anh bị phạm. Hồi đó Pháp Hòa mới qua nè, mới qua Canada mấy tháng đầu có biết luật lệ gì đâu. Có một buổi sáng nó buồn quá, nhớ nhà quá, nhớ Việt Nam quá, rồi mùa đông nữa chứ, mặc áo lạnh vô đi lang thang trên con đường 107, 113 nè. Thì tự nhiên một buổi sáng thấy có một cái em nhỏ đó, nó đi ra, người ta để một chồng báo vậy nè, cái nó lấy ra nó ôm cọc nó đi vô trong cái chung cư kia. Mình tưởng đâu là nó lấy được thì mình lấy được. Trời ơi, mình cũng lại mình hốt đóng mình đi về, tỉnh bơ không biết trời đất gì hết. Tới hồi về tới nhà ông già hỏi, ủa báo này đâu ra vậy? Nói nãy con đi góc đường đó, thấy con thằng nhỏ nó bưng chồng vô trong cái đó, thì con cũng lại lấy. Ông nói trời ơi trời, thằng nhỏ nó đi bỏ báo đó. Nó đi bỏ báo cho journal, cho báo xanh, là nó bỏ cái, nó là trách chịu trách nhiệm, nó bỏ cái khu vực đó, nó hốt cọc vô cái bạc đó, ai mua báo của nó thả vô đó. Cái hãng báo thả cọc xuống đó cho nó, rồi nó là cái người đi phát báo, hãng mướn đó. Mình đâu có biết luật gì đâu, mình đâu có biết cái đó là người ta đi, mình tưởng đồ free. Đó, mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên có người ta biết, ta nói không có được, cái đó là mình ăn cắp. Nhiều khi mình vô tình, nhưng mà người ta sẽ chụp mình và người ta nói là mình ăn cắp. Rồi là mình mới qua đây, mình hiên ngang, mình đi, mình không sợ trời đất gì hết, ta nói không được, luật thế này, luật thế kia. Ở đây mà làm cái điều gì không đúng, không có, không hợp pháp là người ta cũng không cho mình tiếp tục. Cho nên đó là mình nói theo luật thế gian. Còn nếu mình nói trong Phật Pháp thì à, cái này là tội, cái kia là lỗi. Cho nên gần thiện tri thức biết được, thứ nhất là có được niềm tin, thứ hai là có giới, thứ ba là có văn, văn là nghe. Mỗi ngày mình khai mở được cái hiểu biết nhờ nghe người ta nói việc này việc đó. Thứ tư là gì? Có được cái thí. Thí là gì? Biết chia sẻ. Thứ năm là có được tuệ, mở mang được hiểu biết.
Đó là năm điều mà chúng ta gần thiện tri thức được. Trong Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có nói cái đoạn kinh đó: gần thiện tri thức, thân cận thiện tri thức. Hằng ngày chúng ta thân cận hết á, nhưng mà hãy nhớ nè, thân cận ác giả, mà gần người ác là ác tập. Tức là mình hút cái đó, mình tập cái đó. Còn mình gần cái thiện, người thiện thì mình cũng tập cái thiện. Gần đâu huân đó. Nè, mình giải thích cái chữ thân cận á. Thân cận là gần gũi. Phật nói các bậc đại Bồ Tát biết ơn, báo ơn, tu các phương tiện làm lợi ích chúng sanh. Tu các phương tiện làm lợi ích chúng sanh phải nên tùy thời thích nghi mà hiển bày Phật Pháp. Bây giờ Phật bảo các vị Bồ Tát rằng, bây giờ Đức Phật nói là các bậc đại Bồ Tát có mấy việc để làm. Một là phải biết ơn, hai là báo ơn, tu các phương tiện. Mình sống mà mình muốn báo ơn, nhưng mà mình muốn báo mà không biết lấy gì báo, phải không? Cho nên phải biết rồi mới báo được. Ví dụ mình muốn biết ai làm việc đó, mình mới tới đúng ngay người đó mình cảm ơn được. Cho nên báo ơn, biết ơn, tu các phương tiện. Tất cả những cái việc gì nó có khả năng làm lợi, gọi là phương tiện đó, nên làm cái việc đó. Mục đích là làm lợi ích chúng sanh. Phải nên tùy thời thích nghi mà hiển bày Phật Pháp. Tùy thời để chúng ta hiển bày Phật Pháp bằng các hình thức. Bây giờ Phật bảo các vị Bồ Tát rằng, này các thiện nam tử, cách đây đã lâu có một vị Phật ra đời hiệu là Vô Úy Vương, Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 hiệu của một Đức Phật. Và Đức Phật, mà vị Phật này tên là gì? Tên là Vô Úy Vương. Vương là vua, tức là vị này là một vị Phật mà vua của các sự không sợ hãi. Không phải chỉ sợ, không sợ hãi bình thường, mà cái sợ hãi tối thắng, không có sợ gì hết, ở Vô Úy. Ngài ra đời để tiếp dẫn cho những kẻ có duyên với Phật Pháp. Và khi độ hết những người có duyên rồi, Ngài liền vào Niết Bàn. Như vậy đại chúng nhớ là các Đức Phật ra đời độ chúng sanh có duyên. Độ những chúng sanh nào có duyên rồi thì Ngài vào Niết Bàn. Cho nên cuộc đời này cũng vậy. Có những người, người ta đến đây, người ta sống ngắn lắm, rồi người ta đi. Thì đối với cái thế gian Pháp, mình nhìn mình nói trời thương tiếc họ quá, họ còn trẻ mà họ đi. Nhưng mà thật sự ra nếu mình nghĩ cho cùng á, người ta đến đây để người ta làm công việc gì, còn sót lại một chút thôi, rồi hết rồi người ta đi. Nếu mà chúng sanh mà tới đây chịu khổ mấy chục năm để người ta đi, là tới đây trả cái nghiệp còn chút đó đó. Còn tới đây, nếu mà người đó tới đây mà làm lợi cho bao nhiêu người, mà sao họ đi sớm quá, họ còn chút xíu phát nguyện đó nữa thôi là họ xong. Phải không? Cái nguyện của họ cõi đời này xong rồi, họ tái sinh ở cõi khác, họ tiếp tục cái hạnh nguyện đó. Hồi xưa Ngài Hư Vân á, cuộc đời của Ngài là Ngài sống dài tới 120 năm. Tức là tuổi thọ của Ngài là 120 tuổi. Và cái một trong những hạnh nguyện của Ngài là tới đâu á mà gặp chùa chiền mà bị hư hao sụp đổ, là Ngài phát nguyện Ngài ở đó, Ngài dựng lại. Ngài xây xong rồi Ngài đi. Còn á, những cái tông á, thí dụ ngày xưa ở bên Ấn Trung Hoa nó có những cái tông thiền như là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, ví dụ vậy đó. Thì những cái tông đó mà bị mai một là Ngài ở đó Ngài chấn chỉnh lại. Ngài chấn chỉnh lại. Cho nên Ngài cũng dựng lại nhiều cái tông thiền. Thì xong rồi thì Ngài có thọ tới đâu đi nữa thì hết duyên rồi. Xong rồi, cho nên kinh thường hay diễn tả các vị, các ngài dứt sự ràng rịch của các cõi, việc lợi mình lợi người đã xong, các ngài đi vào Niết Bàn. Mà cái trạng thái chết đó, cái trạng thái chết đó, nó nhẹ nhàng, mà trong kinh diễn tả là củi hết lửa tắt.
Thí dụ như cây đèn mà nó hết dầu á, mà nó còn cháy được là do cái gì? Do dầu nó hút vô cái tim. Mà nhìn thì thấy không có miếng dầu mà ta nó vẫn cháy, là vì cái dầu nó ở trong cái tim đèn nó còn. Nhưng mà nó rút hết rồi á thì tự động nó mòn 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 tới nó tắt rụi. Củi hết lửa tắt. Trong kinh diễn tả cái trạng thái của những người mà ta đến ta đi cuộc đời này vậy đó. Sau khi ngài nhập niết diệt, chữ nhập diệt là nhập vào cái cảnh giới yên tịnh vắng lặng, là cái từ để dùng cho các vị mà chết đó, mất đó. Nhưng mà mình đối với các bậc tu hành đạt đạo thì chúng ta dùng cái từ là nhập diệt. Trong thời chánh pháp, mỗi một đức Phật có ba thời kỳ, giáo pháp của các ngài có ba thời kỳ. Ngay khi các ngài còn sống là chánh pháp, hoặc là sau khi các ngài mất một khoảng thời gian nào đó, chánh pháp còn. Tại sao? Mới quá, ngài mới mất à, nó vẫn còn cái hương đó. Nhưng mà có thể 20 năm sau thì cái chánh pháp của ngài đó nó hết rồi, bắt đầu đi tới vào tượng pháp. Phong vào ví dụ đi. Ví dụ như có một vị Đức Phật của mình, khi mà ngài nhập diệt rồi đó, thì khoảng chừng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, chưa đến nỗi. Chưa đến nỗi, tức là giáo đoàn vẫn còn là một. Nhưng bắt đầu qua tới hơn 100 năm sau là bắt đầu trong tăng đoàn bắt đầu có sự dị biệt những ý kiến. Rồi từ đó mới chia các cái bộ phái, như là thượng tọa bộ, đại chúng bộ, rồi từ đó mới chia ra nữa thêm mấy chục bộ phái nữa. Là vì sao? Vì lúc đó chánh pháp, cái dấu ấn Đức Phật nó bị dần dần mòn đi, mất đi rồi. Trong một cái cửa hiệu, cái cửa tiệm cũng vậy. Thí dụ như cái thời hai vợ chồng ông bà đó làm cái cửa tiệm nó rất là nổi tiếng. Rồi họ chết đi rồi, con cái của họ trong vòng 20 năm vẫn còn làm ăn được lắm, tại vì vẫn giữ được cái nguyên tắc làm việc của cha mẹ họ trước đó. Nhưng 20 năm sau có thể cái số người con cháu đó họ ham rẻ, họ ham nhiều, họ làm cái chất lượng của cái món hàng đó nó không còn nữa. Thì bây giờ nhìn nó ná vậy thôi, chứ còn không giống như ngày xưa nữa. Cái đó gọi là gì? Tượng. Tượng là ná ná mà giống giống vậy thôi. Rồi có thể là 50 năm nữa, 70 năm nữa thì nó càng tệ hơn nữa, thì có đối phương là mạt. Đức Phật nào ra đời cũng có ba thời kỳ. Giáo pháp của các ngài trụ trong ba trường hợp. Mà Pháp Hòa ví dụ như là một cửa tiệm vậy đó. Họ nổi, ba mẹ của họ nổi tiếng mấy chục năm. Rồi sau khi mà ba mẹ người đó mất rồi, các con vẫn tiếp nối được con đường đó khoảng 20 năm. Đó, chánh pháp đó. 20 năm sau bắt đầu nó thay đổi rồi. Thì ở đây cũng vậy. Sau khi ngài nhập diệt trong thời chánh pháp, có người Bà La Môn hết sức thông minh, thọ trì năm giới, ủng hộ Phật Pháp. Một hôm người Bà La Môn nhân có duyên sự phải đi đến một nước khác, mà con đường này lại có nhiều giặc cướp. Cùng đi với người Bà La Môn còn có 500 người nữa. Khi đến quãng đường khó khăn, họ liền tạm trú lại. Nơi đây thường có một bọn cướp gồm 500 người ẩn núp để cướp giật những khách bộ hành. Khi thấy bọn người Bà La Môn dừng lại, tên tướng cướp liền mật sai một người đi dò xét, rồi hẹn giờ cùng xông ra. Nhưng trong đám cướp ấy lại có một người trước kia là bạn thân với người Bà La Môn, và vì chỗ thân thiện nên mới đến trước báo người Bà La Môn rằng: ông bạn nên biết, canh một đêm nay sẽ có cướp đến. Tôi sợ lúc đó lộn xộn sẽ làm phương tổn đến ông, nên mới đến trước báo cho ông hay. Vậy ông nên tìm cách một mình lánh đi xa, đừng để các bạn ông biết. Hiểu đoạn này không? Tức là cái ông Bà La Môn này á, ổng cùng với 500 người đi, có công việc phải đi. Đến một đoạn đường nọ thì dừng lại. Thì cái đêm đó là cái đêm mà 500 người cướp này chuẩn bị ra để cướp cái nhóm người này. Thì trong cái nhóm cướp đó, có một người là bạn của ông Bà La Môn này.
Cho nên ông này mới đi tới gặp cái ông bạn mình và báo cho biết là tối nay sẽ có cướp, bây giờ tôi báo cho ông biết trước để ông lo ông đi đi, nhưng mà ông nhớ đừng có cho bạn ông biết. Nghe xong, người Bà La Môn nghẹn ngào đau đớn, muốn đem việc đó nói cho mọi người đồng hành biết, nhưng lại sợ họ giết hại người kia. Nếu mà báo cho 500 người trong nhóm mình biết rằng ông này đến đây là mật báo, thì 500 người này sẽ giết chết cái ông mà đi tới báo tin. À, nếu họ giết hại, họ sẽ phải đọa vào ba đường ác, chịu khổ vô cùng. Nếu mà họ giết cái ông này thì họ sẽ bị tội, đọa khổ. Mà nếu cứ im đi thì bọn cướp sẽ hại bản mình, trong cái nhóm mình cùng đi. Nếu bọn cướp giết hại những người đồng hành, chúng cũng sẽ phải đọa vào ba ngã ác, tức là họ sẽ bị đọa vào địa ngục, cả quỷ súc sanh. Bây giờ tính làm sao đây? Báo cho biết, cho 500 người trong nhóm mình biết thì cái ông mà tới báo tin sẽ bị chết. Mà nếu im lặng mà không nói á, thì những người cướp này sẽ giết hết cái nhóm người đi chung mình, thì bọn cướp sẽ bị tội. Mà bây giờ mà nói thì họ giết người á, thì nhóm bạn mình sẽ bị tội. Thật khó nghĩ quá. Lòng từ bi tính cách nào cũng xong hết. Sau một lúc phân vân, người Bà La Môn tự quyết định rằng ta phải dùng phương tiện làm lợi ích cho chúng sinh, dù phải đọa vào ba đường ác cũng là vì chúng sanh mà chịu khổ, chứ không phải vì bản thân. Nghĩ xong, người Bà La Môn liền cầm dao giết người kia đi, khiến các bạn đồng hành đều được bình an. Vậy cuối cùng ông giết ai? Ông giết cái ông báo tin á. Ông giết báo tin bởi vì thà là một mình ông giết thôi. Chứ nếu mà để bạn ổng mà giết á, thì bạn ổng tới 500 người tội lận. Mà nếu mà để 500 tên cướp mà tới giết hết cái nhóm bạn ổng, thì 500 tên cướp này sẽ bị tội. Ông không muốn bên nào có tội hết. Thôi giờ ông chấp nhận. Ông một mình ông giết cái người đi báo tin này, một mình ông chịu thôi. Nhưng mà vì sao ông làm? Vì cứu mọi người chứ không vì bản thân. Phải không? Nghĩ xong, người Bà La Môn liền cầm dao giết người kia đi, khiến các người đồng, các bạn đồng hành đều được bình an. Khi ấy mọi người sửng sốt, đồng thanh hỏi rằng bây giờ 500 người thấy ông này cầm cái dao giết một cái người này, xưa nay ông vốn là người cao quý hiền lương, tại sao hôm nay ông lại làm một việc cực ác như vậy? Lúc đó người Bà La Môn quỳ gối chắp tay, xin lòng hổ thẹn, nói rằng lẽ ra tôi không được làm ác, nhưng vì lợi ích của chúng sinh và các bạn mà hôm nay tôi phải giết người. Đồng bạn hỏi lại, ông tự ý giết người chứ có lợi lạc gì cho chúng tôi đâu? Mấy người kia đâu có biết ức giáp gì. Bà La Môn nói, đây là một tên cướp định mưu hại các bạn, vì các bạn mà tôi phải giết y để các bạn được bình an trở về, còn tội khổ phải đọa địa ngục tôi xin chịu, tôi sẽ xin chịu. Bây giờ 500 người vừa mừng vừa sợ đồng thanh nói rằng ở đời không gì hơn mạng sống và không gì đáng sợ hơn cái chết, thế nên hết thảy chúng sanh đều sẵn sàng bỏ cả vàng bạc của báo cho đến quốc thành thê tử hoặc cơm ăn áo mặc để đổi lấy mạng sống. Nói xong liền tự nghĩ rằng người Bà La Môn này vì làm lợi ích cho chúng sanh đã không sợ các nỗi thống khổ trong ba đường dữ. Ngày nay chúng ta phải ghi nhớ trọng ân và sẽ phải báo đền trọng ân ấy. 500 người bạn nghe ông đó nói xong thì nghĩ như vậy đó. Trên đời này á, không có cái gì mà quý cho bằng cái mạng sống, mà cũng không có cái gì sợ bằng sợ chết. Người ta sẵn sàng bỏ tất cả để giữ mạng sống mà. Người Việt Nam mới nói bỏ của gì đó, bỏ của chạy lấy người. Bây giờ ông 500 người nghĩ, trời ơi, ông này ông làm cái việc này, thôi mình phải ghi nhớ trọng ân và sẽ đền ơn ấy. Nghĩ như thế rồi, tất cả đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy không? Một mình ông là nói xong cái ý nghĩa rồi, thì 500 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong khi ấy,
thì bọn cướp cũng đã đến và đồng thanh nói rằng: xưa nay ông là người cao quý hiền lương, tại sao có thể làm một việc đại ác như thế này? Người Bà La Môn nói: thật tôi không nên làm việc cực ác ấy, nhưng vì lợi ích của chúng sinh mà cũng vì tính mệnh của các ông nữa mà tôi phải làm. Bọn cướp lại hỏi: việc ông giết người có lợi ích gì cho chúng tôi? Người Bà La Môn bảo bọn cướp: ta đã biết trước là các ngươi hiện ở đây, nhưng ta cứ mặc nhiên không báo cho nhà vua và đồng bạn của ta biết, bởi thế nên tính mạng của các ông mới được vẹn toàn. Hiểu không? Tôi biết mấy ông sẽ tới đó, mà nếu tôi xấu á, là tôi đi báo quan rồi, thì quan sẽ tới đây bắt mấy ông. Nhưng tôi không có báo, tôi mặc nhiên tôi không nói, cho vua không bắt mấy ông và bạn của tôi không giết các ông. Nghe xong, bọn cướp tự nghĩ: à ra vì thế mà cuộc đời chúng ta được bình an. Nghĩ rồi liền chắp tay nói với người Bà La Môn rằng: quý Hóa Thai, bậc đại sĩ, người tu nguyện đại bi, xin dạy cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì để đền đáp ơn cao cả ấy. Bà La Môn nói: các ngươi muốn trả ơn ta thì chỉ có cách là các ngươi hãy cải tà quy chánh, làm ăn lương thiện và mau phát tâm vô thượng bồ đề. Bây giờ bọn cướp vì muốn báo ân liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị hiểu được đoạn này không? Dạ, bọn cướp nghe xong rồi thì thấy ông này ông cao cả quá, lẽ ra ông đi báo quan, ông báo cho bọn này là dàn xong một cái trận là 500 tên cướp tới là bắt hết hay giết hết rồi, nhưng ông không nói. Tại vì sao? Ông muốn cứu họ. Mấy người này nghe: trời ơi, vậy là mình sống được, mình không bị bắt là nhờ ông này. Cái tâm ông cao lượng quá. Bây giờ ông làm sao cho chúng tôi trả ơn ông đây? Các vị chỉ cần bỏ tà quy chánh, bỏ ác làm lành. Bỏ tà là bỏ cái xấu, quy về cái chánh thôi. Hồi đầu thị ngạn, quay đầu lại là thấy bờ. Các ông nghe như vậy. Có một vị thiền sư á, có một hôm ông đang ngồi thiền thì có một cái tên trộm á, nó bò vô trong cái phòng của ngài, nó lục đồ. Mà hòa thượng thì tu trong rừng đâu có gì đâu. Cái nó lén bằng cái cửa sổ nó vô. Nó vô xong cái không được, cái nó lén nó đi ra. Cái hòa thượng mở mắt, ông nói: đi làm chi cho cực vậy, đi cửa chính đi. Thì nó giật mình, nó mới biết là ông hòa thượng biết nó vô rồi. Mà nó đi ra tay không nữa, mà nó lén đi ra. Hòa thượng nói: leo lại cửa sổ chi cho cực, đi ra cửa chánh cho nó khỏe. Cái nó đi ra tới cửa, hòa thượng nói: đã đến đây rồi, không lẽ về tay không? Bần tăng còn cái mền kìa. Lấy cái mền nó ra luôn đi, để đi về có của, có để mà xài, không có mới ăn cắp phải không? Bần tăng còn cái mền thôi, lấy đi mà ra cửa chính luôn cho nó quang minh chính đại. Nghĩa là ngài sẵn sàng ngài cho. Nhưng mà tại vì anh ngài đâu có biết anh cần. Bây giờ anh cần anh mới lén vô, nghĩa là anh hết đường anh ăn cắp rồi, mới ăn cắp tới tôi nè. Cái anh ăn trộm đó, anh nghe vậy anh quay vô, anh xin ăn năn sám hối và làm Phật tử. Hòa thượng nói: không sao, từ nay về sau con cứ về chùa con ở, con công quả đi. Rồi thí chủ mà tới cúng dường, sư phụ nói phụ cho con, thành thử đổ được cái tính. Chứ nếu mà ngài la lên: ăn cướp, ăn trộm, ra rượt. Rượt mà anh này chạy thất bất sang bang mà không có gì hết. Có mấy thầy trẻ đó, ở trong chùa tối ham đi chơi, ham đi coi football, hockey, rồi đi movie rồi vậy đó. Tối nào cũng leo tường đi hết. Mà mấy ổng đi và chia nhau, ai vô trước phải đứng ở dưới này để đưa cái lưng người ta leo vô, nghe không? Cái bữa nọ đi về, cái một cái đứa cái nó leo vô không được á. Cái hòa thượng thấy nó cứ chồm chồm, nó không vô được. Cái hòa thượng lại đưa lưng cho nó xuống.
Nó xuống hết đứa một, đứa hai rồi. Cái nó tưởng mấy đứa với nhau mà. Nó tưởng mấy đứa với nhau hết. Mà mấy người kia nó xuống rồi nó thấy ông Hòa Thượng, sư phụ mình đứng là nó tản thần, nó chạy vô phòng hết trơn. Cuối cùng đứa về, cái đứa cuối cùng nó không thấy bạn bè nó đâu hết. Tới hồi nó nhìn lại thấy Hòa Thượng nó hết hồn. Hòa Thượng nói, đi vui không con? Thầy có nấu mì gói xuống ăn đi, mì mama. Từ đó về sau không đứa nào dám đi nữa. Cho nên nó có nhiều khi các vị người ta độ bằng cách đó, là người ta ta làm cái hành động như vậy. Ở ngoài Huế có một hòa thượng mà các thầy thì trẻ rồi, đôi khi hơi giải đãi trong cái công việc công phu tu tập. Em một buổi cơm chiều hòa thượng xuống, hòa thượng nói hồi nãy có mấy Phật tử ở Sài Gòn ra Huế thăm. Các Phật tử hỏi tôi mà tôi một câu hỏi mà tôi không biết đường trả lời, giờ tôi hỏi mấy thầy giúp cho tôi trả lời. Phật tử hỏi tôi chứ chùa này bao nhiêu tăng chúng, mà sao tới giờ tụng kinh thì không thấy bao nhiêu người, mà tới giờ ăn sao đủ quá. Mà tôi không biết làm sao trả lời. Nếu nói đông cũng không được, đông sao tới giờ tụng kinh không thấy. Mình nói ít cũng không được, mà nói ít làm sao tới giờ ăn đông đủ vậy. Giờ quý thầy giúp tôi trả lời coi. Mấy thầy im á. Từ đó về sau á, chánh điện cũng đông mà nhà ăn cũng đủ. Gọi là đông đủ. Đã đông thì phải đủ chứ, tại sao đông mà tới giờ lại thiếu? Nhiều khi mình nghe cái chữ đông mà tới làm việc thì không đủ. Cái đó không phải đông đủ. Đông đủ là tu cũng phải đông đủ, mà ăn cũng đông đủ, làm việc cũng đông đủ. Chứ không phải có sư phụ ra làm, có sư phụ vô nằm. Đông đủ là vậy đó. Đây là cái cách, là cái phương tiện. Phương tiện mà ở này gọi là có những bậc có đủ cái tuệ giác giao hoa đệ tử. Phật bảo A Nan rằng Bồ Tát siêng tu tinh tiến, muốn trang nghiêm đạo Bồ Đề, muốn đền đáp ơn Phật thì phải nhớ nghĩ đến hết thảy chúng sanh như thương nhớ một đứa con vậy. Ông nên biết người Bà La Môn lúc ấy có phải là ai khác đâu, chính là Như Lai đây. Nhờ thế mà sau chín kiếp tu hành, Như Lai đã chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái vị Bà La Môn mà suy nghĩ ra một cái bài toán, giết chỉ một cái tên kia thôi mà độ được 500 huynh đệ đi cùng với mình, mà độ được luôn 500 tên cướp. Mấy người mà đồng bọn đi chung á, đồng bạn đi chung á, thì nghĩ rằng bạn của mình xưa giờ không làm ác, mà nay vì mình mà phải làm, thôi mình phải nhớ ơn đền ơn, sống cho tốt. Còn 500 tên cướp kia nghe, tại sao chúng tôi không báo quan, tôi không có nói cho bọn bạn tôi biết để giết mấy ông, là vì tôi không muốn mấy ông phải chết. Trời ơi, mình được cứu, thôi phải đền ơn cho ông này bằng cách sống cho đàng hoàng. Người Bà La Môn đó không ai khác, chính là Đức Phật của chúng ta. Vậy thì Đức Phật ở trong đời này, Ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà trong vô lượng kiếp, mình đây cũng vậy thôi. Nhiều khi mình giờ đây ngồi đây là một tu sĩ, nhưng mà có thể kiếp nào đó mình là một cư sĩ. Rồi đây ngồi đây là cư sĩ, có thể đời kiếp nào đó mình đã từng là người tu. Nhưng mà mình tu có ngày dù chỉ một buổi, cho nên mình đủ cái duyên gặp nhau. Phải đời trước mà không có gặp nhau thì mình không có gieo trồng, thì không bao giờ có được chung một cái hội như thế này. Lại nữa, Bồ Tát tu các phương tiện, biết ơn đền ơn. Khi Như Lai ở Trúc Lâm Tinh Xá, có một tỳ khưu mắc bệnh lỡ lói, khắp cả thân thể máu mủ thường chảy, ai cũng sợ hãi không dám gần gũi. Vị tỳ khưu này ở trong căn phòng dột nát cách xa đại chúng,
Bây giờ Như Lai dùng sức thần thông che mắt mọi người, không cho ai biết Như Lai một mình đến chỗ tỳ khưu có bệnh, trông nom săn sóc, lấy nước rửa ráy. Nghĩ như thế rồi, Như Lai bèn cho hết thảy chư thiên ở cõi dục biết Đế Thích Đề Hoàng Nhân cùng với trăm nghìn quyến thuộc vây quanh trước sau, đứng giữa không trung, mưa mọi thứ thiên hoa và khởi các loại thiên nhạc. Lúc đó vua cõi trời Đao Lợi nâng một chiếc bình bách phúc trang nghiêm, trong đựng đầy nước đại bi thanh tịnh, đến trước mà dân Như Lai cúi đầu đảnh lễ rồi đứng lại một bên. Như Lai liền giơ cánh tay đầy đủ phúc đức lên, thì ngay lúc ấy từ năm đầu ngón tay nhỏ bé phóng ra những tia sáng lớn chiếu khắp các cõi trời. Khi các người cõi trời theo ánh sáng ấy mà cùng đến hội họp rồi, Như Lai mới đến chỗ người tỷ kheo có bệnh. Lúc ấy, lúc đến nơi, Như Lai liền phóng ra một luồng hào quang từ đỉnh đầu chiếu vào người bệnh tỳ khưu. Khi gặp được ánh sáng ấy, người bệnh tỳ kheo cảm thấy hết đau đớn, liền ngồi dậy cúi đầu quy mệnh. Lúc đó Như Lai dùng tay phải đỡ lấy nước từ vua Đế Thích và rửa đầu cho người bệnh tỳ khưu. Còn tay trái thì xoa vuốt mình mẩy. Tay Như Lai đưa đến tới đâu thì những vết lở lói trên mình của tỳ khưu đều khỏi đến đấy. Sau khi bình phục, người tỳ khưu vui mừng không xiết, liền cất tiếng niệm rằng: kính lại Đức Thích Ca Mâu Ni, đấng đại từ phụ, đấng vô thượng y vương, con nay đã hết thân bệnh, xin Như Lai rủ lòng thương xót cho con pháp dược để trừ hết bệnh hoạn của cả thân tâm. Đức Phật kể lại cái chuyện là Đức Phật chữa bệnh cho một vị tỳ khưu bệnh lỡ lói đó. Bây giờ Như Lai bảo người bệnh tỳ khưu rằng: Như Lai vẫn nhớ trọng ân của ngươi, nay Như Lai muốn đền đáp ấy. Nghe xong, người bệnh tỳ khưu vô cùng kinh ngạc. Như Lai liền chỉ dạy cho những điều lợi hỷ. Người tỳ khưu vui mừng và ngay lúc ấy chứng quả A-la-hán đầy đủ tam minh lục thông và tám món giải thoát. Khi ấy vua Đế Thích và các quyến thuộc cùng vô lượng thiên chúng đều nghi ngờ, liền hỏi: tại sao Đức Như Lai hạ thân vàng ngọc để rửa những vết ung nhọt đầy máu mũ của người bệnh tỳ khưu mà lại bảo là báo ân, là việc đó ra sao? Xin Như Lai vì chúng con mà phân biệt giải thích. Phật bảo Đế Thích và chư thiên rằng: các ông hãy nghe kỹ cho kỹ, tôi sẽ vì các ông mà nói việc kiếp trước. Này Đế Thích, ở đời quá khứ cách đây vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có một ông vua độc ác vô đạo, thường hay áp bức bóc lột dân lành một cách phi lý để đoạt của cải. Ông vua độc ác này là một người, có một người bày tôi thân tín tên là Ngũ Bá. Nhà vua cho Ngũ Bá có toàn quyền trừng trị những người phạm pháp hoặc thi ân hay gia uy mà là tùy ở Ngũ Bá. Nhưng nếu có lợi lộc đút lót thì phải chia cho nhà vua. Cho nên Ngũ Bá thường hay đánh đập phạm nhân. Ai có nhiều tiền của hối lộ thì tha, ai không có tiền đút lót thì đánh đập, có khi đánh chết và coi đó là việc rất thường. Một hôm có một người U Bà Tắc phạm chút lỗi nhỏ, được giao cho Ngũ Bá tùy ý trừng phạt. Nhưng Ngũ Bá vốn biết người U Bà Tắc là một người hiền lành phúc hậu nên không nỡ đánh đập, bèn tha cho. Do đó mà người U Bà Tắc được thoát nạn và vui mừng khôn xiết. Kiều Thi Ca nên biết. Kiều Thi Ca là ai biết không? Là vua Đế Thích đó. Vua Đế Thích, nhưng mà chữ Kiều Thi Ca là cái chữ phiên âm của cái chữ vua trời Đế Thích, cho nên ở đây là các vị âm ra luôn. Kiều Thi Ca nên biết Ngũ Bá lúc bấy giờ là người bệnh tỳ khưu và người U Bà Tắc là Như Lai vậy. Đấy không? Đời này mà họ tha cho nhau, họ giúp đỡ lẫn nhau, kiếp trước phải có cái một chút ân nghĩa nào đó, dù một chút đó thôi. Đức Phật của mình á, ngày xưa đó là một cái người U Bà Tắc đó. Còn cái ông Ngũ Bá mà tha đó là ông tỳ khưu bệnh bây giờ. Vì đời trước ông tha cho ngài, cho nên đời này ngài thành Phật. Nhưng mà ông ngược lại, ông thành một vị tỳ khưu mắc bệnh, thì Phật tới Phật báo cái ơn đó.
Cho nên Bồ Tát trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, ơn tuy nhẹ nhưng cũng lo đền đáp, cho đến khi thành bậc chánh giác mà lòng thường không quên. Thành Phật rồi mà không quên cái ơn nhỏ trong một kiếp nào đó. Tại vì sao? Tại vì thà người đó chưa có mặt, mà người đó đã có mặt cùng thời với mình, và mình biết họ là ai. Nói như vậy á, là để cho tất cả chúng ta trong đời này, nếu mà một cái nhân duyên hội ngộ nào mình gặp đó, mà người đó mình phải làm, mình đừng có nghĩ mình thi ơn cho họ, mà mình nghĩ là mình đang gì? Mình đang đền cái ơn. Nếu thì mình đặt câu hỏi, ủa sao mình biết mình nợ họ mà mình đền? Tại sao mình không nghĩ là mình đang làm ơn? Mình nghĩ mình đang làm ơn á, thì có cái trường hợp sao? Mình expect, mình nghĩ người đó phải trả lại mình. Nghĩ chi cho nó cực, luôn luôn nghĩ là mình báo ơn đi, để mình clear, không có dính mắc. Người tôi chỉ thọ ơn của tôi nghe, không có. Mình đừng có nghĩ rằng ai gây nghiệp với mình hết á. Mình cứ nghĩ một chiều là gì? Tôi đang trả cho người đó. Thế là mình khỏe thôi. Rồi xong rồi đó, tôi trả rồi. Còn mình nói là ảnh đang gây với tôi đó, tức là mình có muốn cái nợ này nó tiếp diễn. Mình không biết, nhưng mà mình nghĩ cái chiều nào mà tốt nhất để mình nhẹ nhàng thì mình sẽ không dính mắc. Thì vì cái phẩm này là cái phẩm thân cận. Và Đức Phật, đầu phẩm là Đức Phật có nói là Bồ Tát có ba việc nhớ ơn. Ở gì? Biết ơn, báo ơn và tạo cái phương tiện. Tạo cái phương tiện. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ mình có cha có mẹ. Khi cha mẹ về già đó, cái người con mới xây một căn nhà, hay sửa lại cái nhà đó. Ở dưới cái main floor, tới cái cửa bước vô đó, có một cái phòng, có nhà tắm, có nhà vệ sinh đầy đủ. Giờ cha mẹ họ chưa cần, nhưng mà hoặc là khi cha mẹ về già họ làm, thì họ mới nói như thế này. Họ nói bây giờ cha mẹ con lớn tuổi rồi, không có thể lên lầu xuống lầu được nữa, cho nên giờ là làm cái phòng ở dưới này để cha mẹ chỉ đi tới lui trong cái phạm vi này mà không phải bước lên lầu. Sao mà họ làm chuyện đó? Vì họ biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và tạo cái phương tiện nào để báo cái ơn đó. Mình nhớ nha, mình muốn báo ơn mà mình phải tạo phương tiện cho đúng nữa. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như cái người đó người ta giúp mình, nhưng mà giờ người ta bệnh. Người ta bệnh là người ta cần cạo gió, người ta cần nấu cháo. Mình không làm, mình đi chạy ra chợ, mình kêu một dĩa mì xào giòn về đưa. Cái người ta nói trời đất ơi, người ta bệnh mà sao cho. Tôi đâu khe, miễn tôi đền ơn thôi chứ. Thì cái này cũng hình thức, cũng là đền đây nè. Nhưng mà mình không có biết người ta cần cái gì để mình tạo cái phương tiện báo ơn cho nó đúng. Hồi xưa mình cần đúng, người ta đáp ơn mình đúng. Mà giờ tới hồi người ta cần mà mình không đáp cái đúng cho người ta, cũng dục cho người ta ăn một cái tô mì vậy, thì gọi là chơi hình thức là có rồi đó, phải không? Nhưng mà mình đáp không có đúng cái hoàn cảnh, cái nhu cầu của người ta, thì nó chưa trọn vẹn cái biết ơn báo ơn đó. Quý vị hiểu và nói không? Thầy nói trong cái chữ phương tiện là vậy đó. Cái chữ phương tiện báo ơn là vậy đó. Rồi bây giờ cái người đó, người ta cần ở đây á, xe bus city á. Hồi xưa là xe bus thường thôi, bây giờ city có một loại xe bus á. Khi mà tới cái trạm rồi á, là cái ông tài xế ông nhấn cái nút là chiếc xe bus nó hạ thấp, thiệt là thấp xuống. Để làm chi? Để cho cái người già có thể bước lên xe bus, người bệnh có thể bước lên xe bus, hoặc là người đi xa lăn có thể đẩy cái xa lăn họ lên xe bus mà không cần phải một cái sự cố gắng nào hết. Hồi xưa chiếc xe bus nó bình thường, trời ơi, người bệnh muốn đi xe bus là phải leo cực khổ lắm. Bây giờ mà tới cái trạm xe bus là mình thấy ông tài xế đó, ông thấy cái người bệnh cái là ông hạ chiếc xe xuống là để cho cái người bệnh bước lên. Tức là tạo phương tiện.
Rồi ở đây quý vị mà bệnh già hay là có bệnh, chính phủ có một hệ thống xe đáp, mình phone trước một ngày thôi, hẹn đi. Thật ra cái chuyến đi đó nhiều tiền lắm, nhưng mà mình có thể có, hình như mình trả đâu có mấy đồng thôi, để mà giúp cho mọi người trong xã hội có đủ mọi cái phương tiện đi lại tùy theo cái khả năng sức khỏe của họ. Cho nên cái chữ phương tiện chỗ này là mình phải hiểu được. Có nhiều khi mình cứ nghĩ cha mẹ có ơn với mình thì thôi giờ mình cứ nuôi, mình cho ăn không đúng cái thức ăn ta, cái người già ăn được, mình cho ở mà cái hoàn cảnh người già không có đủ phương tiện để ở. Thành thử ra mình phải biết khi cha người đó là một cái ví dụ thôi, còn vô số những cái việc khác trong cuộc đời này. Mà nếu mà nói là mình muốn đền ơn á, thì mỗi ngày mỗi việc chúng ta làm đều là một hình thức đền ơn hết, đều là một hình thức đền ơn hết. Thậm chí giờ mình tụng cho người Phật tử thời kinh cầu an cũng là đền ơn đó. Tại vì khi mình hữu sự, mình những cái chương trình Phật sự gì người ta đề mình đề ra, người ta cũng đều phò trợ, trợ duyên, trợ lực cho mình. Bây giờ cái người ta hữu sự, người ta cần mình ở mặt tâm linh, mình đi tới mình thăm, mình tụng một thời kinh, mình giúp đỡ người ta lo một cái đám tang, tất cả đều là cái sự đền ơn của mình hết. Cho mình đừng có nghĩ là mình làm ơn cho ai hết á. Mà nhất nhất việc gì mình làm cũng nghĩ là mình đang đền ơn. Với người tu là đền ơn thí chủ. Còn việc gì mình làm cho cha mẹ là mình đền ơn sanh thành dưỡng dục. Còn mình làm cho con mình á là mình đền ơn con mình. Ủa, tôi sanh nó ra tôi nuôi nó mắc gì có ơn? Chưa chắc. Đời trước nhiều khi nó cha mẹ mình, nó anh chị của mình, nó thầy, nó boss của mình. Đâu biết được, trong vô lượng luân hồi sanh tử mà. Đó. Thành thử ra đời này mà gặp nhau bất cứ một hình thức nào cũng đều có cái ân duyên với nhau hết. Mà hãy ân thì đó, mỗi ngày sống hạnh phúc với nhau. Còn oán á, tức là mình đang gây đó. Còn nếu như á, mới đầu gặp nhau vui mà càng ngày mình thấy càng ngày cái sự hiềm khích giữa mình với người đó càng lớn là mình biết á, là mình đang gây oán chứ không phải là ơn đâu. Tại sao lúc đầu vui quá mà lúc sau không? Thì nghĩa là mình đang tạo cái oán. Mà nếu không lo mà giải quyết cái này đó, đời sau gặp nữa. Mà gặp nữa thì sao? Nó tăng lên chứ nó đâu có giảm. Cho nên đời này lỡ mà mình ví dụ mới đầu mà thân thiết vui vẻ, mà càng ngày giữa mình với người đó càng có một cái khoảng cách lớn, mà có cái vẻ như còn hận thù gì, không vui gì với nhau đã biết. Mình phải biết rằng từ một cái ơn mình làm sao nó thành ra cái oán. Từ một cái vui vẻ, thí dụ nếu là cái không vui á, nếu mà từ đầu gặp nhau đã không vui á, thì mình là người biết tu thì phải làm sao giải cái oán này. Cho nên càng sống chung, càng làm việc chung, càng ngày càng hiểu nhau, càng thương nhau đó. Cái đó gọi là giải oán. Hôm qua trong cái giờ học luật với mấy thầy đó, thì trong cái giới Bồ Tát á, có cái giới là không được đem sân trả sân, đem đánh trả đánh đó. Thì ở trong thì Pháp Hòa mới nói với mấy vị, Pháp Hòa nói là người xưa người ta sống theo thế gian đó là gì? Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Nghĩa là anh là cái người xấu với tôi phải không? Tôi thẳng tay trực mà lấy cái thẳng thắn mà báo oán. Họ đánh mình cứ đánh lại, họ chửi mình cứ chửi lại, họ xấu với mình xấu lại. Còn ngược lại với người hiền phải không? Họ hiền tốt với mình hiền tốt với họ. Thì thế gian ta dùng câu dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Anh tốt với tôi tốt lại. Anh cà với tôi thì tôi cà anh lại. Cái cách đó không phải của Phật giáo. Cách đó là cách bình thường của thế gian. Còn cách của Phật giáo là gì? Dĩ đức báo oán. Lấy cái đức để mà trả cái người làm oán với mình. Thì oán nó mới tiêu. Còn dĩ oán báo oán thì oán oán tăng trưởng.
Chỉ có khi nào mình lấy cái đức mình báo cái oán thì oán mới tiêu trừ. Mà mình nhớ là trong đời này á, để đi tu mình ai cũng khởi một tâm niệm rộng độ chúng sanh. Mà chúng sanh đâu chưa thấy, mình chưa có thời cơ duyên, mình chưa có tới để mình ra ngoài mình hành đạo, mình giảng kinh, mình nói pháp, mình độ chúng sanh. Nhưng mà có những chúng sanh đang xung quanh mình nè, mình giải quyết được họ với họ chưa? Mà giải quyết được với họ rồi thì chúng sanh xa xa khả dĩ có thể. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là nếu như mình giải quyết được cái oán trước mắt nè, thì mình giải quyết được cái nợ gần, mai mốt mình có làm gì đi nữa không có bị những cái oán này người ta cản trở mình. Cũng giống như mình bây giờ mình lo mình trị bệnh vậy đó. Đừng có để đến khi nào mình bệnh mà tới trầm trọng rồi thì không chữa được. Mình vừa phát hiện mình bị bệnh thì mình phải lo chữa ngay. Mà nếu mình tu mình cảm thấy rằng trong lòng mình bây giờ á, mình sống mà mỗi ngày với người thân của mình cảm thấy mỗi ngày cái sự thù hận, cái sự ghét bỏ mình nó tăng trưởng đó, thì mình biết rằng mình cần phải giải quyết cái này. Vì đây là cái mối, nếu mà nói xa là đây là cái mối họa để trầm luân sanh tử khổ đau. Còn nếu mà nói hiện đời á, là gì? Đây là cái mối cản trở vào đường tu mình không tiến đi được. Cuộc sống của mình nó không thể đi xa được, nó không có hạnh phúc. Ngay bây giờ mà nó còn vậy thì 10 năm nữa nó làm sao? 20 năm nữa nó thế nào? Cho nên mình nhớ là đời này mình có gặp nhau bằng hình thức nào, là huynh đệ, là thầy trò, là vợ chồng, là cha mẹ, là anh em, nhất định phải có cái tương duyên rồi. Nhưng mà thiện hay ác mà thôi. Hễ thiện thì phải tăng trưởng lên, mỗi ngày làm tốt hơn. Mà hãy phát hiện ra nó là ác thì tu để giải quyết cái này. Còn nếu ngay từ đầu mà sao nó thiện quá, mà càng ngày nó càng cái mối tương duyên này nó càng ngày nó càng tệ, là mình biết rồi, mình đang đi từ cái sáng ra, từ cái chỗ sáng mà vào tối rồi, từ cái chỗ vui mà tới khổ rồi, thì nó đâu đúng được cách tu của mình đâu. Cái tu của mình là phải từ sáng đi ra sáng, còn không là phải từ tối ra sáng, chứ không thể nào ngược lại là từ sáng đi vào tối hay là từ tối đi vào tối. Cho nên mình phải có thời gian mình tư duy lại cái chuyện tương duyên giữa huynh đệ, giữa vợ chồng, giữa thầy trò, giữa bạn bè, giữa công việc với nhau. Nếu mình không giải quyết được cái chuyện này thì sẽ gặp rất nhiều chướng duyên trên đường đời, cái cuộc sống của chúng ta, dù là đời hay đạo. Nên mỗi ngày mình nghiệm lại mình thấy tâm mình không có khởi tâm ghét ai hết á. Ai mình cũng có thể mình ôm ấp được, mình nâng đỡ được, là mình biết mình tu có kết quả. Cái tâm từ bi của mình, cái lòng từ bi của mình nó có. Mà mình biết rằng trời, sao giờ chuyện nhỏ tôi cũng nổi dễ sân nữa. Vì miếng ăn tôi cũng sân nữa, vì câu chào tôi cũng nổi sân nữa. Nó tới giờ sắp kinh mà nó không sắp tới phía tôi, không phải lên mà tôi còn phải sắp kinh nữa, bắt đầu vừa cầm cuốn kinh mà nó sân, nó muốn cháy cuốn kinh rồi. Thì mình biết là mình, ai biết được chuyện đó, phải không? Chỉ có mình biết được chuyện đó. Nếu mình khởi tâm nè, tôi huynh đệ mình rất là bận rộn bữa nay, thôi mình lên trước mình sắp quyển kinh mình tụng chứ có ai đâu, cũng trong chùa có mấy người mà, há quý vị không thấy Pháp Hòa lên sắp kinh hoài sao, mà có phiền muộn gì đâu. Thì nhìn ra cái thấy tới giờ mà sao chưa thấy, mình cũng mặc áo đi thắp nhang hay đi sắp kinh, không có gì phiền. Còn nếu mình cầm quyển kinh mình phát lên bực bội lắm, nó không có ý thức trách nhiệm gì hết. Nếu mình thương quá mình nhắc thôi, trong tình huynh đệ mình nhắc chứ không có nổi sân. Mà nếu mình biết mình nổi sân lên đó, là mình biết rằng đây là cái không tốt.
Mình tu mà mình đã để cho cái chuyện rất nhỏ nó đã chi phối mình thì chuyện lớn không làm được. Thôi hôm nay mình học hết cái đoạn này. Mình nghe hai câu chuyện Phật kể đó là để Phật nói đến cái chuyện liên đới, ân oán và báo ơn với nhau. Quý vị đọc cái chỗ này thấy thương Đức Phật. Ơn tuy nhẹ nhưng cũng lo đền đáp, cho đến khi thành bậc chánh giác mà lòng thường không quên. Thành Phật rồi mà vẫn không quên, mà lo mà đền đáp.